Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm hiệp. Quyển 12 chương 4 Ngư Dương chống nhỏ động mà tới, hồi 1. Khởi bẩm đề đốc, Bình Lương Tiên Phong, Trương Phương Mông đã bị giết, tặc phỉ ước chừng hơn 100 người vẫn cố thủ trong núi. Truyền lệnh hồi báo quân tình, các chiến tướng doanh trại đề đốc Thiểm Cam tụ tập, mọi người nghe rõ tình hình chiến đấu, không ai hoảng sợ, chỉ chờ tiến lên hiến kế. Một người hoắc mắt đứng lên, thấy người này mặc quan bào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không ai khác chính là đề đốc Giang Dực. Hắn ngồi trước bàn, cầm bút viết ngay trên một tờ giấy phân phó trái phải nói, tức khắc bổ câu đưa thư hồi kinh, bẩm báo với thái sư tình hình ở đây. Truyền lệnh quỳ xuống đất tiếp nhận, vội vàng đi làm. Giang Dực không nói một lời, cúi đầu đi ra khỏi lều, nhìn thấy hoang mạc đầy dãy binh lính, ước chừng có tới 50.000 binh sĩ. Đại quân này đã tế nhổ trại, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, chỉ chờ lệnh của đô đốc đưa quân đi chinh phạt núi địch. Đêm hè khô nóng, Giang Dực nhìn bầu trời đêm, không khỏi có chút buồn bực, cảnh thái 14 năm qua, Giang gia giàu có ổn định, nhưng bây giờ yêu hòa lại một lần nữa trỗi dậy. Giang Dực ở trong triều đã lâu, thông thạo chính sự, biết rõ rằng khi lật tổ sẽ không còn nguyên quả trứng nào. Trận chiến này nhất định phải thắng, chỉ có như vậy mới không phụ ân tình của đương kim thánh thượng với Giang gia. Giang Dực bình tĩnh lại, nhìn thủ hạ, lớn tiếng nói, chư quân. Nộ thương lại nổi lên. Ta chờ binh sĩ trung quân báo quốc, không được để chiến tranh lan rộng. Lần này phái quân tấn công, chư quân nhất định phải phấn đấu quên mình, chém giết tên đầu sỏ bên địch, không phụ sự gửi gắm của Ngô Hoàng. Đang dõng dạc hùng hồn nói chuyện, đại quân chỉ im lặng lắng nghe, không ai dám nói năng hành động tùy tiện, đủ thấy kỷ luật quân đội nghiêm minh. Giang Dực khẽ gật đầu rồi bình tĩnh lại. Hắn triệu tập các tướng thân tín, định đoạt chiến sách, lập tức quân binh ba đường, chia làm ba hướng đông, tây, nam, bao vây toàn diện Nộ Thương. Đêm khuya, dưới ánh trăng chiếu sáng, mọi người tụ tập trên đỉnh núi xem, quân mã của triều đình đã hạ trại cách đó 10 dặm dưới chân núi. Mắt thấy các lộ binh mã nối liền không dứt, từ mọi hướng kéo đến hội tụ, theo tính toán đội hình thì có ước chừng khoảng 50 vạn quân. Xem ra Trương Phương Mông kia chỉ là tiên phong mà thôi, binh mã Giang Dực mới là thực sự chủ lực bao vây ngọn núi. Hạng Thiên Thọ nhìn một lúc, lắc đầu nói, thật là hoang đường, chúng ta chỉ có 100 người, triều đình cần gì dùng một đại quân vây núi như vậy? Không phải quá gây ồn ào sao? Chỉ Quan nói, điều này không trách bọn họ được. Nộ Thương Sơn danh khí quá vang, nhân cơ hội ngọn lửa chưa cháy lan đồng cỏ, họ muốn lợi dụng tình thế, thừa cơ dập tắt chúng ta. Mọi người nghe vậy, từng người trầm mặc không nói. Xem ra Giang Sung có chút kiêng kỵ với Nộ Thương Sơn, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ thần hồn nát thần tính mà đối phó. Ngôn Nhị Nương thấy mọi người biểu tình ngưng trọng, muốn động viên mọi người, lớn tiếng nói, mọi người đừng sợ. Những người trong triều này chỉ là người nhiều hơn mà thôi, có chuyện gì phải sợ. Nếu hắn dám tới, chúng ta cũng sẽ xử lý như với Trương Phương Mông, đến 1, giết 1, đến 2, giết cả 2, sao phải sợ. Đám người Đào Thanh, Hạng Thiên Thọ và Chỉ Quan đều là những người mưu lược, nhìn thấy trận chiến dưới chân núi, tự biết không phải là đối thủ, sau khi nghe Ngôn Nhị Nương nói, nhất thời không người đáp lời. Lúc này trong sơn trại chỉ có hơn 100 người, dưới chân núi lại có 5 vạn tinh binh vây kín, lại thấy Giang Dực khôn khéo giỏi giang, dưới trướng mạnh tướng như rừng, mưu sĩ như mưa, lúc trước đó có thể giấu được tên ngốc Trương Phương Mông, nhưng làm sao có thể giấu được người khác. Tần Trọng Hải từng là mạnh tướng triều đình, tự cũng biết lợi hại, hắn cúi đầu trầm tư, một lúc sau cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nào để cứu mạng, mở miệng liền hỏi, trước mặt thế cục khó khăn, chỉ sợ khó thoát chết, các vị có biện pháp nào cứu vãn cục diện không? Mọi người nhìn nhau đều lắc đầu thở dài, không ai có thể đưa ra được kế sách. Tần Trọng Hải thấy như thế, lập tức thở dài một tiếng, hỏi, Chỉ Quan đại sư là quân cơ đã lâu, không biết trên núi có mật đạo nào thoát thân không? Chỉ Quan lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Kỳ thật Tần Trọng Hải võ dũng, chỉ cần cho hắn 5.000 quân mã, nhất định có thể dẫn dắt mọi người đánh xuống núi. Nhưng lúc này sơn trại vạn sự chưa ổn, quân số 1.000 cũng không có được, làm sao có thể ép ra 5.000 quân. Mọi người đều thất vọng, chỉ thở dài. Ngôn Nhị Nương thấy mọi người sắc mặt ảm đạm, lập tức lớn tiếng nói, mọi người thở dài cái gì? Cùng lắm là chết cùng một chỗ, chúng ta năm đó đáng ra đã sớm nên đi theo Long Đầu đại ca dưới lòng đất, hiện nay tham sống sợ chết 18 năm, chẳng lẽ còn ngại không đủ sao? Mấy câu nói đó nói năng có khí phách, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Hạng Thiên Thọ âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Nhị Nương thật là nữ trung hào kiệt, ngày thường tuy rằng do dự không quyết đoán, nhưng khi gặp phải thời điểm quan trọng thực sự, lại có thể cầm được nắm được. Liền nói, Nhị Nương nói đúng, từ xưa tới nay có ai không chết. Chúng ta có thể vì trung nghĩa mà chết, cũng không phụ cuộc đời kết nghĩa hào hùng. Mọi người nghe xong lời này, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mọi người thấy chết không sờn, Tần Trọng Hải nghe thấy thì cười gượng. Lý Thiết Sam thấy hắn mặt ủ mày chau, vỗ vỗ vai hắn cười nói, lão đệ a hát, sinh tử có mệnh, phú quý ở trời, gia đình đệ tử của ta đều là dũng giả, đừng coi thường bọn họ. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, hét lên, mọi người sẽ chết ở đây, các ngươi có sợ không? Đám người Đào Thanh, Cáp Bất Nhị, Âu Dương Dũng đều đi ra ngoài, lập tức hét lớn để tăng cường sức mạnh cho quân sĩ. Tần Trọng Hải nghe xong lời mọi người nói càng cảm thấy phiền muộn, thầm nghĩ, nếu có phụ thân ở đây, ông sẽ làm thế nào để đánh lui địch? Ai? Chưa nói đến cha, chỉ cần có binh mã trước kia ở trên núi, ta còn phải sợ Giang Dực sao? Năm đó hắn ở dưới trướng Liễu Ngang Thiên, có đám người Lưu Vân, Lý Phó Quan làm tùy tùng, cũng từng chiến đấu với một lượng binh lính nhỏ ở Tây Vực, đại chiến lại phản quân số lượng lớn, chỉ vì hắn có binh mã, sẽ không thấy lo sợ nghi hoặc, chỉ là hiện tại mạnh yếu chênh lệch quá lớn, không thể không khiến hắn cảm thấy phiền lòng lo sợ. Bình minh đang đến gần, sao mờ dần, gió núi lạnh thổi qua khiến cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người nhìn vào trận thức nghiêm ngặt dưới chân núi, biết khi trời sáng, Giang Dực sẽ ra lệnh tấn công sơn trại, đến lúc đó sẽ là tử lộ. Chỉ Quan cười nói, Tần tướng quân, huynh đệ ở đây phần lớn đều là người chính nghĩa, cho dù ngày mai có chết, cũng chỉ là cầu nhân và được nhân mà thôi, cần gì phải bận tâm. Tần Trọng Hải cười khổ nghĩ, Nộ Thương Sơn thủ không được, bất quá tốt xấu triệu hồi vài huynh đệ. Lần hành động này cũng không phải là vô ích. Hắn thở dài, lại nghĩ, bây giờ chúng ta phải nghĩ ra kế sách, ít nhất để mọi người có thể thoát thân, cho dù phải để lại sơn trại này, đành phải mặc cho triều đình tiếp quản. Hắn nhìn kỹ bố cục dưới chân núi, Giang Dực phân 3 mặt vây sơn trại, đông tây nam đều là địch nhân vây bọn họ, một đường về phía bắc lại là bản trại của Giang Dực, nếu trực diện đụng nhau, nhất định sẽ chết. Tần Trọng Hải tinh tế cân nhắc, thấy dưới lòng đất có rất nhiều dây thừng, lại là dây thừng dùng để buộc củi khô, hắn suy nghĩ, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch, liền hét lên, Hạng Thiên Thọ, Âu Dương Dũng đâu? Hạng Thiên Thọ vội vàng tiến lên, nghe lệnh nói, tướng quân, có gì sai bảo? Tần Trọng Hải nhặt dây thừng lên nói, thỉnh Hạng đường chủ và Âu Dương huynh đệ xuất lĩnh đệ tử Thiết Kiếm Sơn Trang, lập tức sắp xếp ngựa thành một đội hình, trận dài 10 hàng, mỗi hàng 10 ngựa. Lời còn chưa dứt, mọi người đều giật mình bàn tán, thấp giọng hỏi, tướng quân, muốn sắp xếp liên hoàn mã trận sao? Tần Trọng Hải khẽ gật đầu, giải thích ngắn gọn rồi nói, trận ngựa này dùng dây thừng để nối nhiều con ngựa lại, chúng có thể tiến lùi để tấn công và phòng thủ mà không gặp bất lợi gì. Trước đây ta đã từng sử dụng nó ở Bắc Cương. Trước mắt chúng ta có nhiều võ công cao thủ, đúng là cơ hội tốt để thi triển liên hoàn mã trận. Nói không chừng có thể mở một đường máu. Liên hoàn mã trận được sử dụng đặc biệt để tấn công và chiến đấu trên đồng bằng. Tần Trọng Hải nhiều năm chiến đấu với man di phương Bắc, tự biết thủ đoạn. Mỗi lần địch nhân dùng liên hoàn mã trận đánh tới sẽ khiến trận địa phòng thủ bên ta đại loạn, vị trí phòng thủ của chính mình sẽ hỗn loạn. Nếu như 10 con ngựa liên tiếp xông lên, thường mạnh hơn gấp 10 lần so với việc phòng thủ riêng lẻ. Lúc này quân địch đông hơn, tình thế cực kỳ bất lợi, Tần Trọng Hải liền nghĩ ra kế sách phá vòng vây này. Tần Trọng Hải nhìn mọi người, cười nói, Hồ Diên tướng quân lấy 24 thất liên hoàn mã danh chấn thiên cổ, vậy chúng ta lấy 100 con ngựa tốt xem ai cao thấp hơn ai. Dù đều ôm quyết tâm phải chết nhưng nhân sinh trên đời, có thể sống lâu một ngày, liền có một tia hy vọng, nghe được mưu kế của Tần Trọng Hải, tất cả đều vui mừng. Chỉ là liên hoàn mã trận tuy rằng lợi hại, lại cũng có chút khuyết điểm. Một nhóm hàng trăm con ngựa, trận thức tất nhiên rất lớn, cực kỳ khó điều khiển, đặc biệt là người điều khiển không chỉ cần kỹ năng cưỡi ngựa siêu phàm mà còn phải có sức mạnh cổ tay phi thường mới có thể khống chế hàng chục con ngựa chạy nhanh. Chỉ là đám Tần Trọng Hải có rất nhiều cao thủ, lực cổ tay của mỗi người đều rất kinh người, hơn nữa đệ tử của Chỉ Quan và Thiết Kiếm Sơn Trang đều là người mang võ nghệ, cho nên vấn đề này không đáng lo ngại. Mọi người trước đó đã tịch thu hàng chục con ngựa của Trương Phương Mông, hơn nữa trong trại cũng có một ít, lập tức ra chọn ra những con ngựa khỏe mạnh và không bị thương. Âu Dương Dũng chế tác khí giới, Hạng Thiên Thọ sắp xếp ổn giá cương, tạo thành đội hình ngựa. Tần Trọng Hải triệu tập những người còn lại, giải thích chi tiết về trận pháp, yêu cầu mọi người ghi nhớ 9 hiệu lệnh. Trận này dùng bên trái để điều khiển bên phải để điều khiển bên trái, dừng lại để tấn công để dừng lại, mọi thứ đều xoay vòng, có thể khiến địch nhân trở tay không kịp. Mặt trời mọc ở phương đông, bầu trời dần dần sáng lên, Giang Dật tùy lúc có thể phát binh tiến công, đại chiến đã ở trước mắt. Cục diện hiểm ác, không còn cách nào để trốn thoát ngoại trừ việc đi xuống núi chiến đấu tạo ra một con đường máu. Hạng Thiên Thọ lấy ra cung tiễn binh khí, đưa cho mọi người, chỉ chờ hiệu lệnh truyền ra sẽ đồng loạt lên ngựa. Lúc này huynh đệ trên núi không đầy trăm người, bao gồm cả gia đình đệ tử của Thiết Kiếm Sơn Trang tổng cộng chỉ có 73 người. Tuy số lượng ít nhưng đều là những tinh anh đương thời. Trận này uy lực xung phong 10 phần, mở đường cản phía sau cần hai cao thủ chỉ huy đội hình. Mọi người thấy Tần Trọng Hải và Lý Thiết Sam là hai người có võ công cao nhất, liền để hỏa tham nhất đao Tần Trọng Hải dẫn đầu dọn đường. Lý Thiết Sam ngũ hổ tướng đi phía sau cắt đứt hậu phương, Hạng Thiên Thọ ở bên trái, Chỉ Quan ở bên phải. Ngôn Nhị Nương dẫn đám người Đào Thanh, Cáp Bất Nhị, Âu Dương Dũng cùng các đệ tử của Chỉ Quan và Lý Thiết Sam ở trung tâm để hỗ trợ. Bất cứ nơi nào tình hình nguy kịch, sẽ ngay lập tức ra tay cứu viện. Ánh sáng ban mai chiếu rọi, lúc này đã là mùa hè nóng bức. Tần Trọng Hải nói, chư vị, hôm nay chúng ta xuống núi giết địch, rời đi nơi khác. Sau này nếu có cơ hội tốt, chúng ta trở về chiếm núi. Các vị có phản đối không? Mọi người chấn hưng tinh thần, lớn tiếng đáp ứng. Tần Trọng Hải mỉm cười gật đầu, đang định hạ lệnh lên ngựa, chợt nghe có tiếng nói, chậm đã. Tần Trọng Hải quay người lại, người lên tiếng chính là Ngôn Nhị Nương. Hắn có chút tò mò hỏi, Nhị Nương có gì nói? Ngôn Nhị Nương lớn tiếng nói, Tần Trọng Hải, tại sao lại để ta vào giữa trận pháp? Huynh lại khinh ta là hạng nữ nhân sao? Tần Trọng Hải vội nói, không đâu, chúng ta tứ phương có một chủ tướng trấn thủ, ở giữa cần đến một người phối hợp tác chiến, chỉ có làm phiền Nhị Nương. Ngôn Nhị Nương ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, đừng nói nữa, để ta và huynh cùng nhau dẫn đầu, nếu huynh chết, ta cũng không muốn sống. Vừa nói, hai hốc mắt đã đỏ hoe. Lời kia vừa thốt ra, chẳng khác nào tuyên bố ra tình ý giữa hai người trước mặt mọi người, nhưng đối mặt với sinh tử trước mắt, Ngôn Nhị Nương nhớ tới thảm họa tiểu lữ bố năm đó, sao có thể yên tâm. Đã hạ quyết tâm, nếu Tần Trọng Hải có gì bất chắc, nàng cũng muốn cùng chết trận, tuyệt không lẻ loi sống một mình nữa. Tần Trọng Hải trong lòng cảm kích nhưng cũng không tiện nhiều lời, gật đầu rồi nói với Đào Thanh, thỉnh Đào huynh đệ đứng giữa phối hợp tác chiến, Nhị Nương cùng ta sóng vai mở đường. Đào Thanh quỳ xuống đồng ý, tướng quân yên tâm, Đào mỗ có chết cũng sẽ không đầu hàng. Thấy Ngôn Nhị Nương vui mừng chạy tới, nhảy lên ngựa trước, Tần Trọng Hải cũng xoay người lên ngựa, hai người cũng cưỡi một con. Đối đầu kẻ địch mạnh, mặc dù sinh tử đang bị đe dọa, nhưng ôm mỹ nhân thơm tho trong người, cặp mông đầy đặn mềm mại ngồi ngay phía trước, Tần Trọng Hải bậc này tửu sắc cuồng đồ, không khỏi cảm thấy bối rối. Chỉ cảm thấy từng sợi tóc quất vào mặt, làm tinh thần hắn càng say hơn. Tần Trọng Hải đỏ mặt, thầm nghĩ, củi khô lửa bốc, trong chốc lát dục vọng thiêu đốt, nào còn có thể liệt hỏa đốt thành. Đừng đốt chết chính mình là được. Hắn xoay chân một chút, lật người lại rồi nhảy lên ngựa bên cạnh, không dám ngồi sau mỹ nhân nữa. Ngôn Nhị Nương tò mò hỏi, huynh nhảy tới nhảy lui, làm gì vậy? Tần Trọng Hải cười gượng nói, nhục bồ đoàn thương thân, nhục mã an bại thận, ta đây là tu thân dưỡng tính. Ngôn Nhị Nương không hiểu tâm tư dơ bẩn của hắn, chỉ ngơ ngác sờ sờ tóc. Đang nói chuyện, dưới chân núi vang lên tiếng tù và 5 vạn quân chậm rãi tách ra, chia làm 3 tốp lên núi, ở giữa có binh mã hiểm trở, là bản trại của Giang Dực. Không lâu sau, đường núi bốc cháy, muốn bức quần hào Nộ Thương xuất hiện. Tần Trọng Hải thấy việc này không nên chậm trễ, cần phải nhanh chóng rời khỏi núi, lập tức hét lớn, chúng tướng quan cùng lên ngựa. Mọi người ngồi trên lưng ngựa, binh tướng nhận tấm chắn phân công, Tần Trọng Hải hít một hơi thật sâu, gầm lên ầm ĩ rồi dẫn quân xông thẳng xuống núi. Lúc này triều đình đang bao vây núi, mỗi tuyến có hơn vạn binh, đội hình dài, trông giống như một biển binh liên hoàn mã trận, nếu muốn nhảy vào bên trong quân địch, thật giống như thiêu thân bay vào lửa. Tần Trọng Hải biết rõ, giờ phút này hắn nhất định phải dùng tốc độ tia chớp để giành đường máu trước, nếu không bị quân mã của triều đình vây kín, mọi người chắc chắn không thể động đậy. Tâm niệm tại đây, càng hét to hơn, mọi người tay để dây cương, toàn bộ thúc giục ngựa phi nước đài. U u tiếng vó ngựa, mã trận đã đến chân núi, trực diện gặp quân tiên phong, quân mã kia đang phóng hỏa giữa chợt thấy mã trận sát xuống núi, trong giây lát đâm đến trước mắt họ. Tướng cầm đầu sừng sốt, chưa kịp phòng bị thì một đao lóe lên, đầu đã chém đứt. Hai bên giao chiến trực diện, Tần Trọng Hải giơ đao chém điên cuồng, cao giọng ra lệnh, chúng tướng quan nghe lệnh, ai cản đường, giết. 100 người tiếng hô như sấm, đầy trời biển máu, Tần Trọng Hải dùng đao chém điên cuồng, giống như hổ xông vào đàn dê, lập tức dùng mã trận mở ra đường máu, quân địch ở một bên cố gắng lấy cung tiễn ám toán, nhưng đều bị phi tiêu thép của Ngôn Nhị Nương xử lý. Lúc này liên hoàn mã đã thâm nhập vào trận địa địch, hai bên toàn diện đánh giáp lá cả. Quần hùng Nộ Thương Sơn võ công cao cường, quân sĩ tầm thường không thể so được, địch ta hai bên giao chiến, đám người Tần Trọng Hải tất nhiên là chiếm thượng phong, nhất thời lưỡi đao chém xuống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, 73 người phối hợp tấn công, mã trận giống như một vũ khí đang chạy, thẳng tắp cắm vào trung tâm trận địa địch, khiến địch quân đại loạn. Liên hoàn mã xung phong một trận liều chết, đã cách chân núi nửa dặm, lúc này xung quanh đều có quân địch, các lộ binh mã được tổng doanh phái đi để bắt giữ đám người Tần Trọng Hải. Chỉ là lộ binh mã đông nhất đụng độ Tần Trọng Hải, trận thức bị phá, quân tâm đã loạn, quân lính tan rã, tuy nhiên binh mã xung quanh đây đều là binh lính tinh nhuệ của triều đình, chủ tướng tuy chết, phó tướng vẫn có thể thong dong chỉ huy, hắn nhìn thấy đám người Tần Trọng Hải tinh thông võ nghệ, biết mình không thể chống cự, lập tức ra lệnh cho quân rút lui, mở rộng phạm vi khoảng cách giữa hai bên, thiết lập một đội hình mới. Tần Trọng Hải biết phe mình hoàn toàn dựa vào sức mạnh xung phong, song phương cách xa nhau, quân địch ỷ vào người nhiều, lại có thêm cung tiễn, tự sẽ lập được thế bất bại. Lập tức hét lên, mọi người đừng buông tha cho chúng, nhanh lên. Mọi người vội vã cưỡi ngựa, phi nước đại hết tốc lực. Tiếng vó ngựa làm rung chuyển mặt đất, bọn họ đang truy đuổi gắt gao, quân địch phần lớn là bộ binh, bọn họ đang chậm rãi rút lui, làm sao có thể bỏ chạy kịp với đám người Tần Trọng Hải, va chạm vài lần, xác chết đã chất thành núi, hàng nghìn người đã chết. Phó tướng địch vội vàng truyền quân tìm chỗ ẩn nấp, bỗng nhiên một ngọn giáo như tia chớp bay vào ngực hắn, hạ gục hắn, Tần Trọng Hải vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn lại, ngọn giáo này là do Lý Thiết Sam phi ra. Chẳng trách lại chính xác đến thế. Chủ tướng và phó tướng của địch đều đã chết, không còn sức chiến đấu, chỉ cần đám Tần Trọng Hải xông qua loạn quân, liền có thể thong dong rời núi. Mọi người thúc giục dây cương chuẩn bị đột phá vòng vây, đột nhiên phía bên trái vó ngựa chạy như bay, một đường kỵ binh đuổi lên, mũi tên bay nhanh, từ bên cạnh tấn công liên hoàn mã trận, 10 gia đình bị bắn chết tại chỗ. Hạng Thiên Thọ sợ hãi liền phóng đá bay ra chặn, nhưng địch đông ta ít, cục diện rất là khó khăn. Tần Trọng Hải lo lắng liếc nhìn, thấy vị tướng quân đến lưng hùm vai gấu, chính khí hiên ngang, hắn chính là Kim Ngô vệ đô đốc, Củng Chính Nghi, đồng sự của hắn trong cung hồi đó. Tần Trọng Hải kinh ngạc, thầm nghĩ, ngay cả hắn cũng đã bị điều ra khỏi cung rồi. Lần này triều đình xuất binh, nhất định có rất nhiều danh tướng. Củng Chính Nghi dẫn kỵ binh bắn tên gây phiền toái, thỉnh thoảng va chạm A Hi cánh tả hữu, bức cho liên hoàn mã quay vòng vòng. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy ra pháo ném lên trời. Một tiếng vang lên, thấy một lượng lớn bộ binh lao lên đường như thủy triều, lên tới hàng vạn người, đội hình dài cả dặm. Tần Trọng Hải kinh hãi, sau đó mới hiểu ra, ý đồ của Củng Chính Nghi là xuất binh nhiễu địch, chỉ cần cản trở được liên hoàn mã trong chốc lát, bộ tốt liền có thể thong dong bày trận. Xem ra triều đình lại có ý bắt sống quần hào Nộ Thương Sơn. Tần Trọng Hải vừa kinh vừa giận, vội vàng nhìn sang thì thấy một lượng lớn bộ binh đứng cạnh nhau như một bức tường. Ai nấy đều cầm khiên, mỗi bên có hai người cao thấp, đã như hàng rào bảo vệ cho con đường. Tần Trọng Hải quay đầu nhìn binh lính bốn phía, có trận pháp từ xung quanh. Một lúc sau trận khiên đã khép lại, bên hắn không còn cơ hội sống sót nữa, lập tức hét lên. Mọi người đừng sợ, tiến lên. Con đường về núi đã bị phong tỏa, phía trước có vô số binh lính chặn đường. Không có cách nào khác để sống sót ngoại trừ chiến đấu đối đầu, mọi người đều hét lên, theo chủ tướng xung phong về phía trước. Quyển 12 chương 4 Ngư Dương chống nhỏ động mà tới, hồi 2. 400 vó ngựa dẫm đạp, cát vàng bay khắp bầu trời, liên hoàn mã toàn lực chạy như bay, cách đội hình tấm chắn không xa. Chỉ Quan xuất thân là quan cơ, từ trước đến nay hành sự cẩn thận, mắt thấy hai quân sắp va chạm, ông chú ý đến xung quanh, nhìn thấy một số chỗ phình ra ở mặt đất phía trước, trông khá bất thường. Chỉ Quan trong lòng kinh hãi, lập tức hét lên, tướng quân cẩn thận, phía trước có dây gạt ngựa. Tần Trọng Hải hoảng sợ, vội vàng nhìn sang, liền vào lúc này một sợi dây thép nhô lên khỏi mặt đất, cách mặt đất khoảng 6 thước, được bọc bởi những chiếc gai thép, trông giống như một sợi dây gạt ngựa, chính là một vũ khí sắc bén đối phó với mã trận. Tần Trọng Hải vẻ mặt u ám, biết nếu đoàn ngựa thứ nhất đụng vào thì sẽ ngã xuống, phía trước thất thủ thì ngựa phía sau va vào nhau, toàn quân đều bị giết. Tần Trọng Hải đổ mồ hôi dữ dội, hét lên, nhị nương. Chuẩn bị phi tiêu, giết quân sĩ cầm dây. Sợi dây ngựa dài ước chừng 20 thước, có 10 tên lính kéo hai bên trái phải, Ngôn Nhị Nương phất tay liên tục, bắn điên cuồng, nàng rất chính xác, quân tốt cầm dây bị trúng phi tiêu, tử thương hỗn độn. Nhưng quân địch nhân số quá nhiều, đã chết một người, lập tức lại có người xông về phía trước. Hạng Thiên Thọ thấy tình thế không ổn, cũng dùng đá bay hỗ trợ tấn công, nhất thời lại không thể giết được. Thấy vó ngựa cách sợi dây không xa, lỡ vấp phải, toàn quân sẽ bị tiêu diệt, Tần Trọng Hải nghiến chặt răng, thầm nghĩ, cha a hát. Người nhất định phải phù hộ mọi người rời khỏi nơi này. Hắn chân phải đáp xuống đất, tay ôm bụng ngựa, giận dữ nói, đứng dậy. Khi Ngôn Nhị Nương sợ hãi hét lên, hàng ngựa đầu tiên nhảy lên, thực sự đã nhảy qua sợi dây cản ngựa. Tần Trọng Hải gầm lên liên tục, liên tiếp xuất lực, tiếng mọi hoan hô như sấm dậy. Liên hoàn mã thực sự đã vượt qua sợi dây cản ngựa, tránh được chạm sinh tử. Mã trận dẫm đạp đi qua, Tần Trọng Hải dù cho thần công cái thế, nhưng lần này lại bị vó ngựa tùy tiện dẫm nát. Hắn không khỏi cảm thấy toàn thân đau nhức, thở hổn hển không ngừng ngay tại chỗ. Mã trận vượt qua sợi dây thép liền muốn bay đi xa, binh mã triều đình đều đuổi sát phía sau, cách đó gần 3 thước, trong nháy mắt, Tần Trọng Hải sẽ rơi vào trong trận địa địch. Thân là chủ tướng đứng sau trận pháp, Lý Thiết Sam không thể để thiếu chủ của mình bị bắt, ông nâng thiết kiếm lên, tiến tới gần Tần Trọng Hải, hét lớn, lên đây. Tần Trọng Hải nhấc chân dẫm lên lưỡi kiếm, từ trên mặt đất bay lên, hắn vô cùng vui mừng nói, có thiết kiếm đại thúc làm trợ thủ, thật sự mọi việc đều thuận lợi. Kỵ binh phía sau thấy Tần Trọng Hải một mình, muốn nhân cơ hội ám toán, Lý Thiết Sam quét thiết kiếm ra, gió mạnh thối tới, quân địch chết thảm, nhất thời không ai dám đến trong vòng 10 thước. Lý Thiết Sam hét lớn, Tần tướng quân, ngươi đi trước mở đường, có ta canh giữ ở đây. Tần Trọng Hải đồng ý, nhảy lên lưng ngựa, quay trở lại phía trước đội hình. Ngựa phóng phi nước đại, phía trước có trận chắn, phía sau có quân truy đuổi, tình thế vô cùng nguy hiểm. Ngôn Nhị Nương thấy hắn trở về, vội vàng hét lên, đằng trước tấm chắn dày đặc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Trọng Hải cười lạnh nói, con mẹ nó, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn hét lớn, Đào Thanh nghe lệnh, lập trường mâu trận. Đào Thanh ở giữa phối hợp tác chiến, nghe được kêu to, tất nhiên là cao giọng đáp ứng, lập tức lấy ra trường mâu, dẫn ra đinh lần lượt lên lưng ngựa, 10 cây trường mâu chỉnh tề cùng ngựa bay về phía trước, thế lợi hại vô cùng. Tấm chắn đã ở phía trước 10 thước, hai bên sắp va vào nhau, Tần Trọng Hải hét lên, mọi người đưa tay trái ra, đặt vai lên nhau. Mọi người đồng tình giơ tay lên, tay phải cầm trường mâu, tay trái đặt vào vai nhau, Ngôn Nhị Nương cũng như vậy. Mọi người nín thở tập trung lại, chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tần Trọng Hải, Long Hỏa Phệ Thiên. Mọi người toàn thân lửa nóng, nội lực mạnh mẽ dọc theo tay trái của đồng đội truyền vào cơ thể, Hỏa Tham Nhất Đao phát động, quả nhiên uy lực phi phàm, ngọn giáo của mọi người đều gắn liền với nội lực mạnh mẽ của Tần Trọng Hải, đâm nứt tấm khiên chắn, trận tức tấm chắn lập tức bị phá vỡ, đám đông hò reo ầm ĩ, thúc ngựa bỏ chạy về phía đông. Đang muốn chạy trốn thoát, chợt thấy một người bước nhanh đuổi theo, trên thắt lưng người này treo hai chiếc búa bí ngô, mặc dù mang vật nặng nhưng chân pháp lại tĩnh lặng không tiếng động, chạy càng nhanh càng không thấy bụi đất. Mắt thấy hắn thế đạo như bay, trong nháy mắt hắn đã đuổi theo kịp mã trận, mọi người đều thấy võ công của hắn vượt xa bình thường, trong lúc nhất thời đều rất kinh hãi, không biết cao nhân phương nào giá lâm. Lý Thiết Sam thấy người tới có võ công cực kỳ cao cường, lập tức để thanh giống giận, quát, thối lui. Hắn giơ kiếm ra đòn, một cơn gió mạnh thổi vào mặt, người nọ biết thiết kiếm uy lực vô cùng lớn, không muốn chính diện ngăn cản, nghiêng người đường vòng, tránh thế công của Lý Thiết Sam, chỉ là đôi chân hắn không hề chậm lại, nhảy về phía trước 10 thước, lập tức đã đến cạnh con ngựa của Chỉ Quan, phi nước đại cùng với con ngựa mà không hề bị ngã về sau. Chỉ Quan giật mình hét lên, Tát Ma. Nhìn người này tướng mạo như ma quỷ, thân hình cực kỳ cao lớn, quả nhiên chính là quái hán Mông Cổ, Tát Ma. Tát Ma cười lạnh một tiếng, dùng một chưởng đánh vào Chỉ Quan, Chỉ Quan vội vàng muốn bắt lấy hắn, nhưng nào biết địch nhân giàu hoạt âm hiểm, thân hình hắn hơi chuyển động, hai chân bay lên, xoay người nhảy vào bên trong mã trận, hắn ra tay rất tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt hai gia đình đã bị giết, thân thể mất đi chỗ dựa, lập tức ngã xuống đất. Chỉ Quan vừa kinh vừa sợ, vội vàng hét lên, mọi người cẩn thận, kẻ địch đã lẻn vào đội hình. Tát Ma lẻn vào mã trận, chỉ chạy trên lưng ngựa, mọi người toàn lực ngăn cản, Chỉ Quan bên phải, Âu Dương Dũng và Cáp Bất Nhị ở giữa, mọi người vội vàng xông ra giết hắn, nhưng Tát Ma võ công rất cao, thân hình cao lớn quay cuồng trong trận pháp, không ai có thể đánh trúng hắn. Hắn cầm chiếc búa dưa vàng lên đánh, lại muốn đánh vào đàn ngựa, nếu một hai thất ngựa bị giết, liên hoàn mã trận không thể nối liền, thế trận chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Tần Trọng Hải đang ở trong trận, há có thể mặc cho bọn đạo trích quấy phá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy và lộn ngược giữa không trung, trong tích tắc đã đến trước mặt Tát Ma 3 thước, chân sắt của hắn đá ra như sấm sét. Tát Ma lại không hề hoảng sợ, chỉ nghe hắn cười quái dị một tiếng, sử dụng kỹ năng đấu vật của mình, tóm lấy chân sắt của Tần Trọng Hải, hai người cùng nhau lăn xuống mã trận. Xem ra hắn rất đê tiện, hóa ra mục đích của kẻ say rượu không phải để uống rượu, dụng tâm là muốn bắt chủ tướng. Lúc này, liên hoàn mã đã lao ra khỏi trận hình khiên, đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chủ tướng lại đột nhiên ngã xuống mã trận, Ngôn Nhị Nương hét lớn, mọi người dừng lại, Tần tướng quân đã ngã xuống rồi. Tần Trọng Hải là thiếu chủ của Nộ Thương, mọi người đều không muốn tự mình trốn thoát, lập tức kiềm chế dây cương chờ chủ soái. Lúc này tình thế nguy cấp, quân mã của triều đình dốc hết sức lực đến yểm trợ, Củng Chính Nghi dẫn quân ở bên trái, Tát Ma áp sát ở phía bên kia, có vô số kẻ truy đuổi đang đến từ phía sau. Tần Trọng Hải cả kinh nói, các ngươi đi nhanh đi, ta trong chốc lát tự có thể thoát thân. Hắn liên tục xua tay ra hiệu đám người Ngôn Nhị Nương rời đi, tuy nhiên tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Tần Trọng Hải, làm sao có thể bằng lòng rời đi, lại muốn qua tiếp ứng cho Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải tặc lưỡi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể hòa vào đám người, Tát Ma làm sao có thể thả hắn đi. Hắn giơ cây búa dưa vàng lên, lì lợm truy sát. Lúc này Củng Chính Nghi cũng đã xuất quân xung phong liều chết tới, tình hình đột nhiên trở nên tồi tệ. Trong lúc nghịch cảnh này, Tần Trọng Hải gầm lên một tiếng, toàn thân thần công phát động, thi triển một chiêu tham hỏa bôn đằng, thân hình như bốc cháy, lao về phía kẻ địch, nghe thấy thảm gào không ngừng bên tai, dùng ra tuyệt kỹ hỏa tham cửu liên trảm, đám binh lính đầu tiên bị chém thành hai mảnh. Ngay cả Tát Ma nội lực thâm hậu cũng bị đổ máu. Tả hữu quân sĩ thấy hắn võ công cao cường, nên tránh xa ra, chuẩn bị dùng cung tiễn để đối phó. Lúc này liên hoàn mã trận cũng đã qua tới tiếp ứng, Ngôn Nhị Nương leo lên đầu ngựa, thân trên nghiêng về phía trước, tay trái cầm dây cương, tay phải duỗi dài, lớn tiếng nói, Trọng Hải, nhanh lên ngựa đi. Tần Trọng Hải không nói hai lời, thi triển chiêu thức hỏa tham hư phong trảm, để ép những binh lính trước mặt rời đi. Hắn kéo lấy tay Ngôn Nhị Nương, liền như chim lớn bay lên lưng ngựa. Cứ như thế, quân kỵ binh của triều đình chia thành ba nhóm, lại lần nữa vây quanh mã trận. Củng Chính Nghi tự biết Tần Trọng Hải võ công lợi hại, biết tình thế cận chiến không thuận lợi nên chỉ dẫn thuộc hạ bắn tên từ xa. Dây cung vang lên không ngừng, mũi tên như mưa, thế mũi tên khi cao khi thấp. Tần Trọng Hải đao pháp gọn gàng, một đao một mũi tên, đã chặt đứt vô số mũi tên. Tên không có mũi, khi xuyên vào xác thịt chỉ là đau nhức, không tổn thương đến gân cốt. Mọi người trốn đằng sau đều được bình an vô sự. Nhưng Ngôn Nhị Nương đang cùng hắn sóng vai ngăn địch, không kịp né tránh đã bị trúng một mũi tên trên vai. Chủ tướng đã như vậy thì huống chi là đám gia đình đằng sau Ngôn Nhị Nương. Mũi tên bay đầy trời, thoáng chốc có tiếng la hét thảm thiết, khoảng 10 người bị thương bởi những mũi tên. Thấy tình hình không ổn, Tần Trọng Hải vội vàng giơ đao lên bảo vệ Ngôn Nhị Nương, đẩy mưa tên ra. Ngôn Nhị Nương mặt tái nhợt vì đau đớn nói, đi đi, không cần bảo vệ ta. Tần Trọng Hải cười hắc một tiếng, đang định nói thêm gì đó, Củng Chính Nghi sao có thể để cho hắn phân tâm, lệnh một tiếng, 10 tên kỵ binh dựng thẳng trường mâu, lao về phía trước. Tần Trọng Hải gầm lên, lớn mật. Những gia đình từ phía sau tiến tới tiếp nhận đao, trong nháy mắt song đao hạ xuống, bảo vệ Ngôn Nhị Nương ở bên trái, chặt đầu quan quân ở bên phải, giết chết liên tiếp 10 người trong nháy mắt. Củng Chính Nghi thấy Tần Trọng Hải võ dũng phi phàm, biết không thể đánh bừa, lập tức vẫy cờ hô, mọi người tránh tiến phía trước, xông về hai cánh trái phải liều chết. Tần Trọng Hải nghe vậy sửng sốt, hai cánh trái phải là Hạng Thiên Thọ và Chỉ Quan hộ trận, không biết bọn họ có chống cự được hay không nên vội vàng quay lại nhìn. Chỉ thấy quân chủ lực của địch một lần nữa bày trận, quay về hai bên cánh để giết. Hạng Thiên Thọ trấn giữ cánh trái, võ công rất điêu luyện, một mặt dùng đá bay giết người, một mặt dùng đao ngăn địch, dù bị quân địch tấn công nhưng vẫn rất thành thạo, không hề có dấu hiệu thất bại. Tần Trọng Hải thở phào nhẹ nhõm, đang định quay đầu lại thì nghe thấy vài tiếng hét từ cánh phải truyền đến, hắn giật mình, lo lắng nhìn lại, chỉ thấy Chỉ Quan lần lượt gặp nguy hiểm, trận thức cánh phải đã trở nên lỏng lẻo. Xem ra công phu của Chỉ Quan còn thua kém Hạng Thiên Thọ một bậc, không thể chống đỡ được công kích của kẻ địch, tình thế vốn đã rất nguy cấp. Tần Trọng Hải thấy không ổn, chỉ cần Chỉ Quan ngã xuống, liên hoàn mã trận liền sẽ bị phá, hắn gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi lưng ngựa, lao về phía cánh phải. Hắn ở giữa không trung, dùng chiêu thức tham hỏa bôn đằng, giết người bằng ngọn lửa hung hãn, quan quân kêu thảm thiết không ngừng, thân thể bốc cháy. Tần Trọng Hải nhảy sang cánh phải tiêu diệt quân địch. Tuy giải quyết được mối nguy hiểm của Chỉ Quan nhưng Ngôn Nhị Nương lại thiếu sự bảo vệ, tình hình trở nên vô cùng khó khăn. Một số lượng lớn quân địch đã thừa cơ xông lên, vô số trường mâu chọc tới, Ngôn Nhị Nương làm sao có thể chống cự được. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, eo Ngôn Nhị Nương bị trúng thương, nhất thời ngã xuống ngựa, cuống quýt giữ chặt hai bên, lúc này mới giữ được tánh mạng. Chủ tướng vừa ngã xuống, trận thức lập tức hỗn loạn. Quân lính triều đình hò hét, toàn lực đánh lén vào mã trận. Tần Trọng Hải kinh hãi, cuống quýt lao về phía trước, chém đao lung tung để giải vây cho Ngôn Nhị Nương. Tần Trọng Hải thấy vết thương ở eo của nàng rất trầm trọng, máu chảy không ngừng, vội vàng bế nàng lên đưa vào quân ở giữa, phân phó cho Cáp Bất Nhị nói, các ngươi hãy chăm sóc nàng ấy. Ngôn Nhị Nương không thuận theo, hét lên, ta còn có thể đánh. Không cần lo cho ta. Tần Trọng Hải không để ý nàng, lao về phía trước mở đường. Chỉ là thiếu Ngôn Nhị Nương giúp đỡ, gia đình của Thiết Kiếm Sơn Trang bị thương vong nặng nề, không ít người bị cung tiễn bắn trúng, trong nháy mắt liền đã chết hơn 10 người. Tình thế căng thẳng, Ngôn Nhị Nương bị thương, Chỉ Quan gặp nguy hiểm, Hạng Thiên Thọ miễn cưỡng bảo vệ được mình, khó xử ở mọi nơi, trong đó chỉ có Lý Thiết Sam dựa vào võ nghệ uyên thâm, dù là trường mâu hãy mũi tên cũng không thể làm tổn hại ông, hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ. Dưới sự dẫn dắt của ông, đám người Âu Dương Dũng và Đào Thanh hợp lực tiêu diệt kẻ địch, lúc này mới giữ được trận thức phía sau không bị loạn. Tần Trọng Hải nhìn thấy, trong lòng thầm khâm phục, người này không hổ là một trong ngũ hổ tướng năm xưa, có thể được ông ra tay tương trợ, thật là may mà. Mọi người đánh nhau bỏ chạy, đấu đến kiệt sức, Tần Trọng Hải đao pháp tuy giỏi, nhưng sau khi giết hàng trăm người, lưỡi đao của hắn cũng đã cuộn lên, thấy quân địch còn tràn vào, không biết còn có bao nhiêu người cản đường. Tần Trọng Hải mệt mỏi lại tức giận, cảm giác được lành ít dữ nhiều, đang nghĩ cách cứu mạng, đột nhiên nhìn thấy một người ở phía sau quan sát cuộc chiến. Người này thần thái tiêu sái thong dong, đúng là Đề Đốc Thiểm Tây, Giang Dực. Tần Trọng Hải vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, bắt tặc phải bắt vương. Nếu có thể một chiêu giết chết người này, có thể xoay chuyển được cục diện. Hắn cắn răng hét lên, Lý Trang Chủ, đổi ông đi đằng trước mở đường, ta cắt đứt phía sau. Lý Thiết Sam đáp ứng một tiếng, thân hình cao lớn nhảy lên, bay qua đầu mọi người, hai người đổi vị trí. Tần Trọng Hải vừa về đến phía sau lập tức quay người xuống ngựa, vừa đứng dậy, dẫm lên đầu một tên địch, thực sự xuyên qua đám đông lao về phía phó tướng kỵ binh. Phó tướng nhìn thấy hắn như bay tới, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, kêu lên, mau tới. Lời còn chưa dứt, Tần Trọng Hải đã giơ đao chém một phát, đã chém phó tướng này thành hai mảnh. Những binh lính còn lại đều chấn động bỏ chạy, quân địch không biết phía trước có biến. Những quân tốt vẫn cuồn cuộn không dứt xông về phía trước, khi hai bên va chạm, đội hình đã hỗn loạn. Tần Trọng Hải không đợi mọi người dẫm đạp lên nhau, lập tức lao về phía kẻ địch, dụng tâm chỉ hướng đến Giang Dực. Lý Thiết Sam thấy hắn một mình chống trả đội hình địch, kinh ngạc nói, Tần tướng quân, ngươi đang làm gì vậy? Tần Trọng Hải hét lên, ta muốn bắt chủ soái, ông mau dẫn mọi người chạy trốn. Lời còn chưa dứt, Tần Trọng Hải đã lăn lộn trên mặt đất, giơ đao lên đánh lén, vô số sĩ tốt đều bị hắn chặt đứt chân, lăn ngã xuống đất, hắn mặc cho quân tốt dưới mặt đất quay cuồng chu lên, chỉ muốn làm nhiễu loạn cuộc tấn công của kẻ địch. Quả nhiên, khi kẻ địch nhìn thấy người của mình nằm trên mặt đất, đà truy đuổi của chúng chậm lại, Tần Trọng Hải tận dụng cơ hội này, càng là tận dụng mọi thứ, tả xung hữu đột, hướng tới giết Giang Dực. Thấy hắn uy lực như hổ điên, không thể ngăn cản, Giang Dực vội vàng nói, mau bắn tên. Các binh sĩ hai bên trái phải dương cung tên bắn về phía Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải giữa không trung chộp lấy một phó tướng che trước mặt hắn. Hắn lại co rúm người lại, chỉ dùng người này làm lá chắn. Người nọ bị hàng trăm mũi tên bắn trúng, trong nháy mắt biến thành nhím, chết thảm không nói nổi. Tần Trọng Hải ném người nhím ra ngoài, áp đảo vài tên lính đầu tiên, gầm lên một tiếng rồi bay lên trời lao về phía Giang Dực. Giang Dực đại kinh thất sắc, xoay người hướng phía sau bỏ chạy, tả hữu hộ vệ cùng đến ngăn cản. Tần Trọng Hải dùng chân sắt đá ra, tay phải vung đao, trong nháy mắt giết chết hai người, hét lên, họ Giang, hôm nay muốn người chết không có chỗ chôn. Hình bóng của Tần Trọng Hải lóe lên, tay trái nhanh chóng thăm dò tóm lấy Giang Dực từ phía sau. Chỉ cần có thể bắt được người này, cục diện định có thể nghịch chuyển. Liền vào lúc này, một đao chém về phía hắn, chiêu thức khá quái dị, Tần Trọng Hải trong lòng rùng mình, tập trung hoàn thủ, hắn nhìn thấy người mặc áo gấm, nghiêng sang một bên âm trầm nhìn lại chính mình, đúng là thống lĩnh Cẩm Y Vệ, An Đạo Kinh. Giang Dực sắc mặt tái nhợt, vội vàng trốn ở phía sau hắn. Tần Trọng Hải cười lạnh nói, được rồi, tên khốn kiếp ngươi cũng ở đây. An Đạo Kinh hừ một tiếng nói, ta thấy ngươi giáo giác lấm la lấm lét, bản quan sớm đã nghi ngờ có quỷ, quả không ngoài sở liệu, tiểu tử ngươi quả thực xuất thân phản tặc. Đang nói chuyện, An Đạo Kinh giơ đao đoạt công, Tần Trọng Hải định tốc chiến tốc thắng, đang chuẩn bị ra tay giết chết hắn, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động gấp gáp, lại là một đao khác chém xuống, đao lực đạo hùng hồn, người tới võ công lại không yếu. Tần Trọng Hải vội vàng giơ đao chặn lại, chỉ thấy người này vẻ mặt chính khí, nghiêm nghị mà nhìn chính mình, đúng là Kim Mô vệ thống lĩnh Củng Chính Nghi. Người này xưa nay đa mưu túc trí, vừa nhìn thấy Tần Trọng Hải lao về phía chủ soái, liền biết hắn có ý bắt con tin, liền lao tới hộ giá. Tần Trọng Hải lắc đầu, người này từng làm việc trong Tử Cấm Thành cùng hắn, xem như có chút giao tình, ai ngờ rằng bây giờ có thể trở thành đại địch. Hắn hét lên, lão Củng, Lưu tổng quản vừa chết, ngươi liền trở thành chó săn của Giang Sung sao? Củng Chính Nghi sắc mặt sắt đá, vung đao tấn công điên cuồng, lại không nói gì. Tần Trọng Hải thấy hắn biểu tình buồn bực, cũng không dám nói chuyện với mình, đoán hắn lo lắng lời ra tiếng vào, lúc này mới giả làm không biết. Tần Trọng Hải chặn Củng Chính Nghi ở bên trái, chặn An Đạo Kinh ở bên phải, không còn sức để quản Giang Dực, ngược lại thân hãm trùng vây. Hắn nóng lòng thoát thân, nhất thời mắng, 2 đánh 1, thật vô liêm sỉ. An Đạo Kinh cười lạnh nói, 10 đánh 1 cũng là chuyện bình thường. Tần Trọng Hải quát, vô sỉ. Hắn giơ đao lên bắt đầu chém, An Đạo Kinh nghiêng vai tránh đường, dùng chiêu cửu chuyển đao, tấn công Tần Trọng Hải, hai người trao đổi vài chiêu thức leng keng, thấy An Đạo Kinh không thể chống cự, Củng Chính Nghi vội vàng xuất đao tới cứu. Hắn sợ Giang Dực nghi ngờ mình bất trung, tất cả đều sử dụng đấu pháp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Trọng Hải lúc này võ công có tiến bộ vượt bậc, mặc dù chiếm thế thượng phong trước sự bao vây của An Đạo Kinh và Củng Chính Nghi, nhưng lại phải đề phòng binh lính xung quanh đánh lén nên phải dốc hết sức lực tự bảo vệ mình. Đột nhiên, đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng gầm rú, rất nhiều sĩ tốt bị ném ra, chỉ thấy một hổ tướng cầm búa lao tới cấp tốc trợ trận, chính là hung thần Mông Cổ Tát Ma. Tần Trọng Hải vừa mới giao đấu với hắn, biết võ công của người này phi thường, công lực vượt xa An Đạo Kinh, thực sự là kình địch. Tam đại cao thủ liên hợp ra chiêu, mãnh công không ngừng, binh lính bên cạnh hỗ trợ bắn tên, nhất thời hiểm nguy trùng trùng. Quyển 12 chương 4 Ngư Dương chống nhỏ động mà tới, hồi 3. Tuy rằng tình thế không ổn, nhưng Tần Trọng Hải đã luyện thành thần công, tình hình chiến đấu càng bất lợi, càng có thể phát huy tiềm lực. Ngày đó hắn thân thể tàn phế leo lên đỉnh núi cao nhất, lúc này người mang tuyệt kỹ, nào còn phải sợ hãi điều gì. An Đạo Kinh thấy hắn càng đấu càng hăng, trong lòng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, sao võ công của tiểu tử này lại trở nên cao như vậy? Trước đây chưa từng nghe qua. Mỗi lần An Đạo Kinh tiếp một đao, lập tức sẽ cảm thấy đau đớn nên lúc này hắn đã âm thầm bảo toàn sức lực, không trực diện giao chiến với Tần Trọng Hải, nhường phần lớn thế công cho Tát Ma và Củng Chính Nghi đi chắn. Củng Chính Nghi mặc dù biết An Đạo Kinh giở trò, nhưng hắn là tướng quân được Giang Sung yêu thích, làm sao có thể so sánh được với hắn. Trong lúc nhất thời đành liều chết xuất lực, cuốn lấy Tần Trọng Hải. Tát Ma kia lại là sát nhân cuồng đồ, đâu thèm quan tâm những tâm cơ nhàm chán, nhất thời chém giết tàn nhẫn, thỉnh thoảng còn thuận tay đánh chết vài tên bộ tốt của triều đình, vẻ mặt như quỷ quái. Tần Trọng Hải thấy không giải quyết được tình thế nên quay đầu nhìn đám người Lý Thiết Sam, thấy Giang Dực tránh được ám toán của mình, giờ phút này sớm đã quay lại đại quân, toàn lực tấn công vào liên hoàn mã trận, quân địch dày đặc, như kiến từng đợt nảy lên, mã trận hoàn toàn dựa vào Lý Thiết Sam và Hạng Thiên Thọ chống đỡ, còn lại mọi người thở hồng hộc, hoặc thương hoặc ngã, không một ai có thể chiến đấu. Tần Trọng Hải trong lòng ớn lạnh, xong rồi. Xong rồi. Chúng ta không thể cứu được. Chỉ Quan bị mấy mũi tên bắn trúng, Ngôn Nhi Nương hơi thở thoi thóp, hai người treo ở trên lưng ngựa, sống chết không rõ. Chỉ Quan thất thủ, Âu Dương Dũng đảm nhận trách nhiệm phòng thủ. Trận thức phía sau vốn có 3 người Đào Thanh, Âu Dương Dũng và Cáp Bất Nhị chống cự, Âu Dương Dũng vừa rời đi, chỉ còn lại 2 người để phòng thủ, tình thế càng trở nên nguy hiểm hơn, cực kỳ nguy cấp. Đại quân triều đình liên tiếp đánh sâu vào, một khi đám người Âu Dương Dũng, Cáp Bất Nhị thất thủ, đội hình sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó cho dù Lý Thiết Sam võ dũng gấp 10 lần, cũng là anh hùng không đất dụng võ. Tần Trọng Hải kinh cấp bàng hoàng, mắt thấy nhân mã bên mình không cầm cự được, trận thức sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Hắn đau lòng thầm nghĩ, cho dù có chết, ta cũng sẽ chết cùng huynh đệ. Hắn hét một tiếng nhảy lên, dẫm lên đầu một binh sĩ rồi bay qua đầu hàng nghìn quân, chỉ nghe thấy tiếng binh lính dưới chân hắn la hét, giáo kích vung vẩy bừa bãi, nhưng làm sao hắn có thể bị thương. Giang Dực sớm đã co người về sau trận, nhìn thấy Tần Trọng Hải như một bóng ma bay quanh trận địa của mình, như vào chỗ không người, nhất thời tức giận đến liên tục dậm chân, mắng, An Đạo Kinh, Củng Chính Nghi, hai tên phế vật nhà các ngươi làm ăn cái gì không biết, mau giết hắn cho ta. An Đạo Kinh, Củng Chính Nghi thầm xấu hổ, lập tức cầm đao nhảy lên, bắt chước bộ dáng của Tần Trọng Hải, chạy thẳng qua đầu các binh sĩ. Tát Ma kia gầm lên điên cuồng, nhấc một đám bộ tốt ném ra ngoài, cũng ở trong đám người theo đuổi không bỏ. Thấy Tần Trọng Hải sắp trở lại đội hình, quân mã triều đình tăng cường tiến công, lao thẳng về phía mã trận, cung tiễn bay vụt, đao thương vung lên, giáo kích rậm rạp như rừng rậm. Lý Thiết Sam gầm lên một tiếng, thiết kiếm chém từ trái sang phải, lập tức chém đôi 17-18 tên lính phía trước. Giang Dực nhìn thấy cảnh này tất nhiên là kinh hãi, thầm nghĩ, tặc phỉ Nộ Thương Sơn thật là lợi hại, không đề cập đến Tần Trọng Hải kia, võ công của lão già tóc trắng nãy cũng thâm sâu không thể lường được, chẳng trách nhị ca lại sợ hãi bọn họ như vậy. Võ công của Lý Thiết Sam quá mạnh, kẻ thù không dám tấn công trực diện nên đã dốc toàn lực về phía yếu hơn là Âu Dương Dũng, nhất thời trường mâu, mũi tên tấn công liên tục, Âu Dương Dũng chỉ dùng đao ngăn cản, làm sao có thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy. Không lâu sau, nghe hắn hét a lên một tiếng, đã trúng mũi tên ngã xuống ngựa. Đám người Đào Thanh, Cáp Bất Nhị canh giữ ở sau trận, nhìn thấy Âu Dương Dũng ngã ngựa, tất cả đều kêu lên, Thiết Nghiêu. Cáp Bất Nhị bị phân tâm, lại bị một mũi tên bắn trúng, Đào Thanh hét lên, huynh đệ, đưa tay đỡ lấy Cáp Bất Nhị, hai người cùng nhau ngã xuống ngựa. Hữu quân thủ tướng ngã xuống đất, hai tướng phía sau cũng không chống đỡ nổi, liên hoàn mã đã bị phá. Kỳ thật quần hào Nộ Thương Sơn lấy trăm kỵ binh xung phong liều chết đối đầu với mấy vạn quân địch, có thể chống đỡ đến giờ phút này, đã là một chiến công khó tin. Tần Trọng Hải rưng rưng nước mắt, biết phe mình sắp bị diệt, trong lòng tràn ngập đau buồn không thể chịu đựng được. Giang Dực cười lớn hét lên, người đâu? Giết tất cả những người này cho ta. Một lãnh tướng cưỡi ngựa tiến tới, giơ đao chém Âu Dương Dũng. Đám người Lý Thiết Sam, Hạng Thiên Thọ ốc còn không mang nổi mình ốc, Tần Trọng Hải lại bị hai người An Cùng cuốn lấy, khó có thể tiến lên giải cứu. Đại đao chém xuống, trong khoảnh khắc Âu Dương Dũng sắp chết, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, đánh. Tiếng hô như sấm, một thanh quỷ đầu đao bay tới, đao quát kình phong, thảm tiếng nổ lớn, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Đám người Tần Trọng Hải, Lý Thiết Sam, Hạng Thiên Thọ đều quay người đi, không đành lòng nhìn lại. Tần Trọng Hải nghe thấy địch nhân hoảng sợ kêu lên, tựa hồ xảy ra biến cố gì, vội vàng nhìn sang, hắn cũng ngây người, nhìn thấy đại tướng thủ hạ của Giang Dực đã chết một cách bi thảm, trên người còn cắm một thanh quỷ đầu đao. Quỷ đầu đao nặng 20 kg, ai có thể ngờ rằng có người có thể dùng nó làm ám khí. Tần Trọng Hải trong lòng đại hỉ, thấy rõ có người ra tay cứu viện, liền dùng đao đẩy An Đạo Kinh ra, tránh đòn búa vàng của Tát Ma, hét lên, người tới là ai? Từ xa một đại hán chạy như bay đến, hắn rút quỷ đầu đao cắm trên đầu địch nhân ra, chặn ngang bế Âu Dương Dũng lên, hét lớn, tại hạ Xả Hạc Song Hành, Hách Chấn Tương. Đặc biệt tới giải cứu Quý Sơn bị bao vây. An Đạo Kinh nghe ba chữ Hách Chấn Tương, nhất thời mặt xám như tro tàn, lùi lại một bước. Giang Dực tức giận hét lên, cùng lắm chỉ là một cô hồn dã quỷ, mọi người sợ cái gì? Tới giết! Tới giết! Chúng quân phát một tiếng kêu, lại một lần nữa lao về phía Hách Chấn Tương, mấy mũi tên phóng tới, quân sĩ phía trước té rớt ngã ngựa, cổ cắm cây tiễn đầm đìa máu. Giang Dực kinh hãi quay lại nhìn, nhưng thấy có rất nhiều quân mã từ xa đánh tới, trong nháy mắt đã lao tới tiếp ứng cho Hách Chấn Tương. Chỉ thấy quân mã nhanh nhẹn dũng mãnh, tiếng vó ngựa sôi động, đại quân đang bao vây kẻ thù, bên trái có một người cầm cung lớn, mũi tên của hắn bắn ra không hề lỡ nhịp, đó là Hỏa Nhãn Toa Nghê Giải Thao. Bên phải có người cầm đao, gặp người liền giết, đó là Cửu Mệnh Phong tử Thường Tuyết Hận. Cả hai lao về phía bên cạnh Hách Chấn Tương, ba người đứng cùng nhau, đồng thanh hét lên, gian thần lớn mặt. Hảo hán Giang Đông Song Long Trại đều ở đây, muốn mượn đầu ngươi dùng một chút, Đại quân dũng mãnh tiến lên, xung phong liều chết lao về phía quân mã của triều đình. Giang Dực đần ra, lẩm bẩm, đây là phản tặc phương nào? Từ đâu đến? Quân tiến vào đều là binh mã thiện chiến, mặc áo giáp hạng nặng, đã cùng quân triều đình giao chiến toàn diện. Quân từ phía sau lần lượt đuổi kịp, ở giữa có một vị nho tướng, nhưng thấy tả hữu giơ lên cao hai mặt đại chiêu, mặt tay trái viết Giang Đông Thái Hồ Song Long Trại, mặt tay phải viết Mã Quân Thượng tướng Lục Cô Chiêm. Lại nói là ai mà lợi hại như vậy? Hóa ra là một trong ngũ hổ tướng của Nộ Thương Sơn, Giang Đông Phàm Ảnh đại quân của Lục Cô Chiêm đã đến. Lý Thiết Sam nhìn thấy cố nhân, tất nhiên là cất tiếng cười to, lão Lục a hát, người cuối cùng cũng tới. Nơi xa truyền đến một âm thanh réo rắt, cười nói, Nộ Thương Sơn châm khói báo động, Lục Cô Chiêm may mắn là lão tướng, sao dám không đến. Tần Trọng Hải đã sớm biết đến đại danh của Giang Đông Phàm Ảnh Lục Cô Chiêm, nhưng không ngờ lại gặp được ông ở đây, hắn rất vui mừng, vội vàng chạy tới muốn tụ tập cùng mọi người. An Đạo Kinh tiến lên ngăn cản, hét lớn, mọi người, ngăn tiểu tử này lại. An Đạo Kinh gầm lên, sau đó liên thủ với Củng Chính Nghi và Tát Ma ra chiêu bao vây Tần Trọng Hải, trong miệng cười lạnh, tiểu tặc tử, Giang đại nhân một lòng muốn mạng của ngươi, ngươi muốn qua bên kia hội hợp, nào có dễ dàng như vậy. Hắn đang nói chuyện cao hứng, bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng bi thương giống giận, gian tặc. Ngươi còn nhớ ta không? An Đạo Kinh quay đầu lại nhìn, nhất thời sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, chợt thấy một đại hán như hổ trong loạn quân chạy ra, dẫn mấy trăm quân đánh tới, đó là Thương Bổng giáo đầu Cẩm Y Vệ trước kia, Hách Chấn Tương. An Đạo Kinh năm đó làm chuyện trái với lương tâm, nhìn thấy người này, không khỏi toàn thân nhũn ra, run giọng nói, Hách giáo đầu, ngươi còn sống. Hách Chấn Tương phi ngựa chạy như điên, đao lớn trong tay chớp động, giận dữ hét, gian tặc. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói chuyện sao? An Đạo Kinh thứ nhất trong lòng hổ thẹn, thứ hai võ công không bằng, không dám vội phản kháng, liền muốn tháo chạy về sau. Hách Chấn Tương nào cho hắn thong dong chạy mất, liên tiếp tấn công bằng vô số đao, nói một cách giận dữ, An Đạo Kinh, ngươi vì vinh hoa phú quý của bản thân, lại hại chết thủ hạ đang sống sờ sờ của chính mình, ta hôm nay muốn moi tim ngươi, xem nó có màu gì. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, năm đó Hách Chấn Tương vào sinh ra tử, toàn lực vì Cẩm Y Vệ khai sáng cục diện, cuối cùng lại bị An Đạo Kinh đâm chết, trái tim tan nát, giờ phút này gặp lại con người nham hiểm này, tất nhiên là muốn nghiến răng băm vằm An Đạo Kinh thành ngàn mảnh, với thù hận trong lòng, quỷ đầu đao hạ quỷ thần khóc, chỉ để giết được đương kim thống lĩnh Cẩm Y Vệ đang gặp nguy hiểm. An Đạo Kinh biết mình không thể ngăn cản, nên khi Củng Chính Nghi đến hỗ trợ phòng thủ, hắn vội vàng lăn xuống ngựa, chạy vắt giò lên cổ trở về trong đại quân. Mặc cho Giang Dực mọi cách gầm lên, đều đánh chết không ra. Vốn dĩ ba người liên thủ vây công Tần Trọng Hải, nhưng giờ phút này thiếu An Đạo Kinh viện thủ, đối phương lại thiếu một hảo thủ trợ trận. Củng Chính Nghi và Tát Ma biết không thể chiếm được thế tốt, liền vội vàng thối lui về doanh trại. Hảo hán Song Long Trại từ trên trời bay xuống, tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ, tinh thần quân sĩ trở nên suy yếu. Giang Dực vừa sợ vừa tức giận, chửi, các ngươi sợ cái gì? Chỉ là mấy ngàn người, đâu đáng gì? Mọi người nhanh lên, giết hết bọn chúng. Dưới tiếng gầm, đại quân chia làm ba nhóm, toàn lực tiến đến bao vây đám người Tần Trọng Hải. Hách Chấn Tương thấy đại quân xúm lại, không kịp đánh, hắn triệu tập thuộc hạ, hướng Tần Trọng Hải nói, quân địch đang đến gần, thỉnh tướng quân theo ta đánh giết ra ngoài, hội hợp cùng Lục gia rồi nói. Tần Trọng Hải ha ha cười nói, được thôi, còn thỉnh lão ca mở đường. Hách Chấn Tương không nói gì, quỷ đầu đao khiến cho mọi thứ bất khả xâm phạm, phá trận pháp lao ra ngoài. Tần Trọng Hải đi theo phía sau, để hảo hán Song Long Trại bảo hộ ở giữa, ngược lại ăn không ngồi rồi. Từ khi 18 tuổi bước vào chiến trường, chưa có trận đại chiến nào mà không giết được người đổ đầy mồ hôi, sao mà có thể được hưởng phúc như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không quen. Binh mã Giang Đông phản công, hàng nghìn người dũng cảm tiến về phía trước, đã tiếp ứng Tần Trọng Hải về trận. Tần Trọng Hải cười ha ha, lớn tiếng nói, vị nào là Giang Đông Lục gia? Tần mỗ nơi này bái kiến. Vừa hét, một người chậm rãi cưỡi ngựa về phía trước, chắp tay nói, Tần tướng quân, tại hạ Lục Cô Chiêm. Tần Trọng Hải chăm chú nhìn, thấy Lục Cô Chiêm có bộ râu dài 3 thước, mặt như quan ngọc, mặc dù đang ở trong đội quân chém giết, nhưng khí độ vẫn ung dung hoa quý, không hề lộ ra vẻ gì vội vã. Tần Trọng Hải vừa nhìn thấy người này, trong lòng liền sinh hảo cảm, lớn tiếng nói, Lục gia cao thượng viện thủ, cả đời Trọng Hải sẽ không quên. Lục Cô Chiêm mỉm cười gật đầu, nói, Lục mỗ thân là một trong ngũ hổ Nộ Thương Sơn, nghe được sơn trại trùng kiến, nào có thể ngồi yên. Tướng quân nói những lời này là xem ta như người ngoài rồi. Lúc này chiến trường chém giết, mặc dù có hảo hán Song Long Trại cứu viện, nhưng địch đông ta ít, quân số hai bên chênh lệch hơn 10 lần, cho nên cục diện vẫn rất khó khăn. Lục Cô Chiêm trầm ngâm nói, cường đạo thế lớn, bình nguyên tác chiến không dễ thủ thắng, chúng ta về sơn trại trước, chiếm cứ nơi hiểm yếu rồi tính. Tần Trọng Hải đã sớm có ý định này, lập tức cười lớn nói, đúng là. Chúng ta hãy cùng nhau giết lên núi đi. Đám người Lý Thiết Sam sĩ khí đại trấn, đồng thanh hét lên, Lục Cô Chiêm dương cờ, cao giọng, chúng quân nghe lệnh, chuyển tiến Nộ Thương. Thủ hạ 3.000 binh mã bạo khởi giống giận, toàn bộ chuyển hướng thẳng về phía đường núi. Tinh thần của phe mình sa sút, thất bại dần lộ rõ. Giang Dực nhớ đến sự giao phó của huynh trưởng Giang Sung, biết mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, tuyệt đối không thể để cho mãnh hổ trở về núi. Hắn không màng cục diện hiểm ác, nhất thời phi ngựa tiến lên, dương cao cờ hét lớn, tướng sĩ triều đình nghe lệnh. Ta phụng lệnh của Thái Sư, lệnh chư quân tiến lên giết địch. Trảm được một quân địch thưởng 100 lượng hoàng kim, bắt giết được một tướng địch, thăng quan lục phẩm tham tướng. Chư quân nếu như chết trận, bản quan thượng tấu triều đình, bảo vệ thanh danh cho các ngươi, cả nhà sẽ có đủ cơm ăn áo mặc. Chúng quan binh chiến trường vất vả, bất quá là vì một miếng cơm ăn, nghe được trọng thưởng ngàn năm có một, ai cũng hoan hô, liền lại tiến lên lấp kín con đường. Thấy quân địch cực kỳ ngoan cường, Tần Trọng Hải thi triển tuyệt chiêu Long Hỏa Phệ Thiên, nhảy thẳng xuống ngựa, như quả cầu lửa giết chết quân địch, ánh đao ánh lửa chiếu rọi, đảo mắt đã giết hơn 10 người. Lục Cô Chiêm gật đầu mỉm cười, liếc nhìn Lý Thiết Sam rồi nói, người trẻ tuổi lợi hại, hai ông già chúng ta cũng không thể để mất mặt được. Hai người một kiếm một roi đồng cũng nhảy vào trận địa địch. Lúc này so với lúc trước bị trói chân trói tay, Tần Trọng Hải, Lý Thiết Sam và Lục Cô Chiêm hợp sức ra chiêu, cùng nhau giết địch. 3 người này võ công hãn phùng, địch thủ đao thép, thiết kiếm, roi đồng, vũ khí nào cũng có uy lực kinh thiên động địa. Khi hợp lực tấn công thì bất khả chiến bại, vài tên tướng lĩnh đến ngăn cản, không qua 3 chiêu đã bị giết ngay tại chỗ. Lúc trước Tần Trọng Hải không có đủ quân số, chỉ nghĩ bỏ núi chạy trốn, lúc này có nhiều hảo hán Song Long Trại trợ giúp, chỉ nghĩ sớm chút trở về sơn trại, chiếm nơi cứ hiểm xưng hùng. Giang Dực thấy rõ Nộ Thương Sơn nhiều dạng người hùng hổ, không thể ngăn cản chính diện, liền chuyển dùng cung tiễn đoạt công, nhưng có 3 người cứng tay này mở đường. Một loạt binh khí hạng nặng múa may, mưa tên có dày đặc đến đâu, cũng không thể khiến người khác bị thương. Trong phút chốc, hổ tướng đã tiếp cận đội hình địch, khiến cho các cung thủ kinh hoàng chạy trốn, trận thức đầu tiên đã bị phá vỡ. Thấy tình thế trở nên nghiêm trọng, Giang Dực lập tức rời bỏ trận địa, cùng toàn quân rút lui nửa dặm, sau đó huy động quân chủ lực hình thành đợt phòng thủ thứ hai dưới chân núi. Trong triều đình binh nhiều tướng mạnh, ước chừng có 5 vạn người, phía sau viện quân cuồn cuộn không dứt xông về phía trước, thậm chí ngay cả khiên thủ cùng các tay súng kíp cũng chuẩn bị sẵn sàng, hàng phòng thủ thứ 3 và thứ 4 nhất định phải là tường đồng vách sắt. Giang Dực xuất thân là một danh tướng, tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, hắn đích thân lên điều hành, hét lớn, mọi người nhất định phải kiên trì chống đỡ, vì an bình của triều đình, đừng để những kẻ phản tặc này lên núi nữa. 3 quân đồng thanh đáp ứng, như sấm sét từ trên trời. Nhìn thấy tất cả binh khí của triều đình, bao gồm nỏ, cung tên, súng hỏa mai, khiên sắt, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Các cung thủ dẫn đầu xếp thành hàng, đều ẩn nấp trong chiến hào, dàn trận máy bắn đá, chờ phóng đá giết người. Hổ tướng Nộ Thương Sơn sao có thể thoái nhượng nửa bước. Tam hổ Tần, Lý, Lục ở phía trước mở đường, anh dũng tấn công kẻ thù. nhưng thấy Hỏa Nhãn Toa Nghe Giải Thao, Cửu Mệnh Phong Tử, Thường Tuyết Hận và Thiên Quyền Đường Chủ, Hạng Thiên Thọ đồng loạt lục lực xung phong liều chết. Hách Chấn Tương võ công cao cường, đã dẫn quân áp trận để giữ an toàn cho đám người Ngôn Nhị Nương và Chỉ Quan đang bị thương. Hai bên nhân mã chiến quên sinh tử, toàn lực chém giết, một bên muốn lao về phía núi, một bên lại không chịu nhường đường, chém giết thực sự kinh thiên động địa. Tuy rằng Nộ Thương Sơn chỉ có 3.000 người, nhưng mỗi người mang võ nghệ, thân mặc giáp nặng còn có thể di chuyển tự nhiên, cung tiễn của triều đình tuy lợi hại cũng không thể làm gì được. Lại thêm ngũ hổ tướng uy mãnh vô cùng, mỗi lần lãnh tướng tiến lên chém giết, không ai có thể ngăn cản được 3 chiêu, dựa vào binh lính dũng mãnh, liên tục giao chiến với 5 vạn đại quân của Giang Dực, hai bên đánh thành thế hòa. Quyển 12 chương 4 Ngư Dương chống nhỏ động mà tới, hồi 4. Hai quân sĩ khí lên cao, tiếng giết rung trời, trong lúc chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn từ phía tây, mọi người hai bên đều kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bụi mù tràn ngập, tiếng ầm ầm vô tận, dường như có vô số quân mã đang hướng về chân núi. Mọi người Nộ Thương Sơn cả kinh, run giọng hỏi, triều đình còn có viện quân? Giang Dực tất nhiên là vui mừng quá đỗi, nghĩ đến huynh trưởng biết tình hình chiến đấu cấp bách mới phái người gấp rút tới tiếp viện. Gọi thủ hạ tới hỏi, là lộ quân mã nào đến giúp đỡ? Có phải là quân phòng thủ Ngọc Môn Quan không? Chúng tướng sắc mặt mờ mịt, lại không một người biết được. Tiếng vó ngựa vang lên, vô số bụi bùn bắn tung tóe, hai bên dừng lại rồi rút lui, chỉ muốn xem người tới là thần thánh phương nào. Lúc này đám người Tần Trọng Hải, Lý Thiết Sam đều trúng 10 mũi tên, đầy người máu tươi, đám người Ngôn Nhị Nương, Cáp Bất Nhị đã bất tỉnh, chỉ còn lại đám người Hách Chấn Tương, Giải Thao, Thường Tuyết Hận đang giao chiến trong mã trận. Xa xa tiếng vó ngựa vẫn ầm ầm, từng bước một đến gần, đám người Tần Trọng Hải sắc mặt tái nhợt, biết một khi quân tiếp viện của triều đình đến, tất cả mọi người đều sẽ trở thành tù nhân. Lý Thiết Sam thấy sĩ khí quân ta bị buông lỏng, có lẽ không thể chiến đấu lâu dài, vội vàng đi tới chỗ Lục Cô Chiêm, thấp giọng hỏi, thế nào? Chúng ta cần phải lui về không? Tình hình căng thẳng, nếu quân tiếp viện từ triều đình đến, dù 3.000 binh mã có dũng cảm đến đâu, nếu thời gian trôi qua cũng không còn tồn tại may mắn. Lý Thiết Sam chinh chiến đã lâu, tự biết lợi hại, nên mới tới dò hỏi ý tứ của Lục Cô Chiêm. Lục Cô Chiêm khẽ mỉm cười, từ trong túi ngựa lấy ra 2 món vũ khí, sau đó liếc nhìn Lý Thiết Sam. Lý Thiết Sam đại hỉ nói, hắn cũng tới. Lục Cô Chiêm bình tĩnh nói, tôi đã thỏa thuận với hắn, xem hai người chúng ta ai về núi trước, lão gia hỏa này chậm hơn ta một bước, thật sự nên phạt. Chúng tướng còn lại nghe xong hai người đối đáp, lại không hiểu gì, không thể hiểu rõ chi tiết. Giữa bầu trời khói bụi, tiếng vó ngựa bay, hàng ngàn con ngựa phi nước đại, mặt đất gần như tan nát, đại quân đã ở trước mắt. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét rất thô bạo, Gia Lý Lạp oai oai nhi. Tần Trọng Hải đột nhiên bừng tỉnh, Gia Lý Lạp oai oai nhi. Lời này rất quen thuộc. Ta đã nghe thấy ở đâu rồi? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ xa một đội quân đang chạy về phía mình. Một vi tướng uy vũ đang ngồi trên ngựa trước mặt. Người này mặt tím râu dài, trên tay cầm một thanh đao dài 12 thước. Tần Trọng Hải lập tức bừng tỉnh. Người này nổi danh là có lòng dũng cảm không nam nhân nào có thể sánh bằng. Là người đã chiến đấu với hắn ở Tây Vực năm đó. Được xưng là đệ nhất dũng sĩ Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, Sát Kim. Sát Kim ngửa mặt lên trời hát vang, thần thái hùng tráng. Sau lưng quân mã đầy khắp núi đồi, tất cả đều trần trụi thân trên, tóc rối bù, đều là phiên binh Hãn Quốc Tây Vực. Sát Kim này từ trước đến nay là đại tướng được nể trọng bên cạnh Khả Hãn, không biết tại sao lại xuất hiện ở Trung Nguyên. Tần Trọng Hải cả kinh nói, đây không phải là Sát Kim sao? Sao lại tới đây? Giang Dực cũng đại kinh thất sắc, nói, chuyện gì vậy? Từ đâu ra một đám mọi giờ? Chúng tướng triều đình đều kinh nghi bất định. 10 mấy tên truyền lệnh tham mưu chạy tới chạy lui, đều cố gắng tìm hiểu lai lịch phiên binh. Chiến trường lặng im không tiếng động, ngoại trừ tiếng cười hào hùng của Sát Kim. Lý Thiết Sam tâm sinh cảm ứng, cũng cười ha ha, lớn tiếng nói, lão tiểu tử, ngươi rốt cuộc tới rồi. Người Nộ Thương sắc mặt mờ mịt, cái gì mà hắn cũng tới. Người đến này rốt cuộc là ai? Sát Kim nặng nề rên rỉ, xé áo trên, lộ ra mãnh hổ sau lưng, trên trán con hổ khắc một chữ Bắc. Lúc này, hai phiên binh dương cờ lớn, cưỡi ngựa chạy ra ngoài, bên trái có một dòng chữ ngoằn ngoèo viết, đệ nhất dũng sĩ Thiếp Mộc Nhi Sát Kim, bên kia là Hán văn viết, Nộ Thương Sơn ngũ hổ thượng tương khí trùng tắc Bắc Thạch Cương. Tần Trọng Hải đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, con mẹ nó. Thì ra hắn là khí trùng tắc Bắc, chẳng trách ngày đó hắn nhìn thấy hình xăm trên lưng ta, liền để cho ta một con đường sống. Đang suy nghĩ, nghe thấy tiếng Sát Kim điên cuồng gào thét, gian thần. Các ngươi xuống tay hại chết đại đô đốc, bức cho ta đầu hàng phiên bang, mai danh ẩn tích 20 năm, ân tình này hôm nay ta nhất định phải báo đáp. Đám người Chỉ Quan, Đào Thanh tuy bị trọng thương đe dọa tính mạng, lúc này thấy Sát Kim trở về, đều vừa buồn vừa vui, quân địch thấy tình hình thế này, quân tâm trở nên đại loạn. Run giọng đều nói, làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Đâu ra nhiều phản tặc như vậy? Sát Kim ngửa mặt lên trời giống to, giơ tay điên cuồng, hét lên, các dũng sĩ. Tiến lên giết mọi dợ. Lần này Lục Cô Chiêm cao giọng hô ứng, các huynh đệ Song Long Trại, mọi người sóng vai giết địch. Đừng thua các bằng hữu Tây Vực. Đám người Giải Thao, Hách Chấn Tương, Thường Tuyết Hận đồng thanh đáp ứng, 3.000 binh mã lập tức chuyển hướng, nhắm thẳng giết quân triều đình. Hai bên nhân mã nóng lòng gặp gỡ, Sát Kim xa xa kêu lên, lão Lục a hát. Ta đến trễ một lát, lần này thua huynh. Lục Cô Chiêm lấy ra song đao, ra sức ném ra, vượt qua mấy chục trượng, bay thẳng qua đầu vạn quân triều đình, nghe hắn hét lớn, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta so tài lần thứ hai xem ai có thể giết được gian thần họ Giang trước. Sát Kim tiếp nhận song đao, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn, tử mẫu âm dương đao cũng đã lấy trở về. Lão Lục a hát, lão Lục, ta không chịu nổi ân tình lớn này của huynh. Khi nói chuyện, Tần Trọng Hải và Lý Thiết Sam sớm đã sát nhập trận địa địch. Sát Kim không muốn tụt lại phía sau, treo hai thanh đao bên hông, gầm lên một tiếng, thanh đao dài rung chuyển đã biến thành đao dây, thúc ngựa phi nước đại về phía trước để chém giết. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất, mấy vạn phiên binh như quỷ mị lao về phía quân mã Giang Dực. An Đạo Kinh sợ tới mức mặt không còn chút máu, run giọng nói, phản, toàn phản loạn. Hay cho một đám tặc tử, ngang nhiên thông phiên bán nước. Chúng tướng thấy tướng của Thiệp Mộc Nhi Hãn Quốc đã đến, đều khiếp sợ, không biết nên ngăn cản thế nào. Tần Trọng Hải xông ra trước, Hách Chấn Tương và Thường Tuyết Hận hộ giá ở bên trái, Lý Thiết Sam và Giải Thao ở bên phải, Sát Kim và Lục Cô Chiêm bọc đánh từ hai cánh, 6 viên mạnh tướng thay phiên đánh sâu vào. Phiên binh lại tàn độc hung ác, 3.000 phiên quân đánh tới, Giang Dực làm sao có thể bảo vệ được hắn. Thoáng chốc quân lính tan rã. Một vị tướng quân tiến lên nói, thực lực quân địch mạnh, trước tiên chúng ta hãy rút lui về Hổ Lao Quan, sau đó cầu viện triều đình. Giang Dực bóp cổ tay thở dài, lắc đầu nói, không còn cách nào khác. Mọi người rút quân đi. Lập tức mang thao An Đạo Kinh, Củng Chính Nghi, 3 người dẫn nhưng thân binh còn lại rời đi. Tát Ma vừa sợ hãi vừa tức giận, không biết phải làm sao, đành phải bỏ chạy theo phía đường mòn. Chúng tướng thấy chủ soái rời đi, tất nhiên không còn ý định chiến đấu, đồng thời hét lên, toàn quân chuyển hướng, trở về Hổ Lao Quan. Quân mã của triều đình vội vàng rút lui, tuy không đến bị đánh cho tơi bời, nhưng vẫn hốt hoảng, đám người Tần Trọng Hải lần lượt đuổi ra ngoài. Những tướng còn lại không dám ngoan cố chống lại, vội vàng bỏ chạy. Mọi người đuổi theo ra 30 dặm, giết chết 1.000 quan binh, cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ muốn đánh đến tận Bắc Kinh để trút nỗi oán hận trong lòng. Khi quân địch rút lui thì trời đã chạng vạng, đám người Tần Trọng Hải kiểm kê kết quả trận chiến, tổng cộng giết hơn 20 tướng địch, bắt 4.000 quan binh, thu giữ vô số tài sản và vũ khí. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, Nộ Thương Sơn lần đầu khai chiến với triều đình, vốn dĩ sơn trại sắp bị diệt tới nơi, nhưng may mắn thay có sự trở về kịp thời của hai vị tướng quân, rốt cuộc xoay chuyển càn khôn, quân chủ lực của triều đình bị đánh bại trong một đòn. Lý Thiết Sam, Hạng Thiên Thọ chờ lão tướng nhiều năm chua xót, nhìn thấy kết quả huy hoàng của trận chiến này, sự phục hưng của sơn trại cuối cùng đã đến gần, trong lòng mọi người đều kích động, tất cả đều rất phấn khích. Mọi người trở lại sơn trại, chỉ thấy bên ta tử thương cũng cực thảm trọng, đám người Chỉ Quan, Ngôn Nhị Nương, Âu Dương Dũng, Đào Thanh, Cáp Bất Nhị đều bị trọng thương, Tần Trọng Hải, Hạng Thiên Thọ và Lý Thiết Sam cũng bị trúng hơn 10 mũi tên. Tần Trọng Hải nhìn về phía hai vị thượng tướng Đông Bắc, thở dài, nếu chư vị không kịp thời tới cứu, e rằng chúng ta thật sự sẽ bị diệt ở đây. Lục Cô Chiêm và Sát Kim nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều nói, đây là chuyện nội bộ, tướng quân cần gì phải khách khí. Lý Thiết Sam hỏi hai người Thạch Lục, hai người rời núi đã lâu, chưa từng thấy bóng dáng, sao có thể trùng hợp như vậy, đến đây vừa kịp lúc. Lục Cô Chiêm mỉm cười, lấy ra một phong thư, nói, Cửu Châu Kiếm Vương tự tay viết gửi một phong thư, nói Nộ Thương Sơn trọng khởi nghiệp lớn, muốn huynh đệ ly tán thiên hạ trở về núi nghe lệnh, là một trong ngũ hồ tướng dưới quyền, nghe được tiếng kêu gọi của Kiếm Vương, sao có thể không đến. Lý Thiết Sam có giao hảo với Phương Tử Kính, nghe xong lời này, nhất thời vỗ tay tán thưởng, hay quá. Quả là Kiếm Vương tỉ mỉ an bài. Sự nghiệp Lục Cô Chiêm không hề nhỏ, ở Giang Đông cũng coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tần Trọng Hải nếu yêu cầu hắn nhập bọn, sẽ phải mất nhiều công sức, nhưng nếu Phương Tử Kính ra mặt mời, lại hiệu quả hơn nhiều. Tần Trọng Hải nhớ tới ân tình chăm sóc của sư phụ, trong lòng càng cảm kích vạn phần. Mọi người trò chuyện cười đùa một hồi, chỉ nghe thấy Sát Kim thở dài, đột nhiên nói, chuyện phiếm bình thường này nói sau, chúng ta trước tiên dàn xếp chuyện của Đại Đô Đốc đã. Mọi người nghe hắn muốn sắp xếp chuyện của Tần Bá Tiên, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy kỳ lạ. Lục Cô Chiêm gật đầu thở dài, huynh muốn mời Đại Đô Đốc về. Sát Kim sai người bưng một chiếc bình đá lên nói, Tần tướng quân, năm đó lệnh tôn bị bại tại Thần Quỷ Đình, rốt cuộc tự sát bỏ mình. Lần này ta chờ tái khởi sơn trại, không thể mặc ông phơi thây hoang dã, đây là tro cốt của ông ấy. Nói xong liền giao bình tro cốt qua. Tần Trọng Hải ôm tro cốt của phụ thân, vẻ mặt ngưng trọng trong giây lát, không biết nên nói gì. Lục Cô Chiêm thần sắc ảm đạm, thở dài, triều đình tàn nhẫn, phụ thân ngươi không có cách nào được an táng tại Trung Nguyên. Trước đây chúng ta chỉ có thể thờ phụng ông ấy dưới gốc cây ở quan ngoại. Bây giờ Nộ Thương Sơn tái khởi, chúng ta nhất định phải đón ông trở lại núi để thờ cúng. Sát Kim không nói gì, dẫn mọi người đến phong hỏa đài. Mọi người đứng trên đỉnh núi nhìn thế gian vô biên dưới chân núi. Sát Kim vỗ vai Tần Trọng Hải nói, phụ thân ngươi trước kia vốn thích ngồi suy nghĩ ở đây, chúng ta hãy thờ cúng ông ấy ở đây đi. Hắn tiếp nhận tro cốt, để thờ cúng ở chỗ cao nhất của ngọn núi, để anh hùng một thời này có thể vang vọng núi sông, vĩnh viễn phù hộ cho sơn trại một tay mình sáng lập. Tần Trọng Hải quỳ dạp xuống đất, dâng hương tế trời, cầu khẩn nói, trời cao rủ lòng thương, hôm nay huynh đệ Nộ Thương Sơn có thể đánh lui gian thần, hưng phục nghiệp lớn. Từ nay về sau, huynh đệ sơn trại sẽ liệu theo ý trời, trừng trị gian thần, trừ ác diệt bảo, giải cứu bá tánh trong tay gian thần hôn quân. Cha trên trời có linh, nhất định phải bảo vệ huynh đệ sơn trại, thành nghiệp lớn này. Nói xong liền dập đầu không thôi, mọi người theo hắn cúi ba lạy mới đứng dậy. Tần Trọng Hải tay cầm cây đuốc, nổi lên khói báo động, nhìn ngọn lửa rực cháy, nghĩ đến mối thù hận của phụ thân và sư huynh, nội tâm cũng như lửa giận thiêu đốt, xông thẳng lên trời 3000 trượng. Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay mái tóc rối bù trên trán hắn, lộ ra chữ tội đỏ như máu, càng khiến khuôn mặt hắn trở nên đầy phẫn nộ, biểu tình cực kỳ sát khí. Nộ Thương Sơn khiến 5 vạn binh mã của triều đình thương nặng, giành thắng lợi, tinh thần trở nên phấn chấn rất nhiều trong những ngày qua. Lúc này sơn trại binh hùng tướng mạnh, không còn cảnh tịch liêu như xưa nữa. Xét về binh lực, có 3 vạn quân của Sát Kim lại có mấy ngàn nhân mã của Lục Cô Chiêm. Nếu triều đình muốn tấn công, dựa vào nơi hiểm yếu trên đỉnh núi, đại quân trên cao nhìn xuống, nếu nhân mã vô danh xuất hiện, 10 vạn đại quân vây kín, cũng không thể làm gì được họ. Cục diện đã định, các đại thủ lĩnh đã sắp xếp ổn thỏa cho các hào hán mới nhập bọn, một mặt chăm sóc những người bị thương. Trên núi còn có rất nhiều huynh đệ, không khỏi muốn xây dựng rầm rộ, may mắn Nộ Thương Sơn có diện tích rộng lớn, cơ nghiệp khổng lồ, chỉnh đốn một chút sẽ không thiếu chỗ để Chu cứ nghỉ ngơi. Cùng mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ đại điện. Hôm đó trời nắng đẹp, trùng với ngày hoàng đạo, Chỉ Quan kiến nghị Tần Trọng Hải mở tiệc đón gió tẩy trần cho các hảo hán. Tần Trọng Hải chỉ muốn uống rượu mỗi ngày, nghe được lời này, vui mừng ra mặt, lệnh cho Đào Thanh và Cáp Bất Nhị sắp xếp bày tiệc. Cáp Bất Nhị giỏi nấu ăn, Đào Thanh giỏi quản lý, có hai người này lo tiệc rượu, lại có thêm Song Long Trại và phiên quân nổi danh, mọi việc tự nhiên sẽ được thực hiện gọn gàng. Mọi người giết heo giết dê, chỉ trong một ngày đã chuẩn bị ra ngàn bàn tiệc rượu. Lúc đó đã về đêm, mọi người quây quần bên nhau vui vẻ, nhiều lão nhân Nộ Thương Sơn đã mấy chục năm không gặp, đều uống rượu kể chuyện xưa. Mặc dù Ngôn Nhị Nương bị thương nhưng hiếm khi có một bữa tiệc lớn nên cũng nhờ Tần Trọng Hải đỡ ra, cùng gặp mặt các lão tướng. Năm đó sơn trại bị phá hủy, Thạch Cương tung tích không rõ ràng, không ngờ lại trở thành võ dũng đệ nhất Sát Kim của Tây Vực. Mọi người trong lòng tò mò, muốn biết sự tình đằng sau. Khi mọi người hỏi, Thạch Cương thở dài, việc này nói ra thì rất dài. Ai? Nếu không phải thiếu chủ trọng khởi sơn trại, đời này ta không biết còn có thể trở lại Trung Nguyên hay không. Tần Trọng Hải là một tên lưu manh, khi nào lại trở thành thiếu gia? Nghe Thạch Cương lại xưng hô mình là thiếu chủ, không khỏi có chút ngượng ngùng, muốn ông đổi cách xưng hô, nhưng lại không biết nói sao cho thỏa đáng, chỉ ho khan liên tục. Hạng Thiên Thọ hỏi, sớm nghe Lục gia nói, ông nhận được thư từ Kiếm Vương lúc này mới kịp thời trở về núi, ngài lần này trở về trung thổ, hay là cũng là nhận được thư từ Phương lão sư sao? Thạch Cương cười hắc hắc, nói, tiểu tử, cởi quần áo ra. Tần Trọng Hải gật đầu, lập tức cởi bỏ phần thân trên, để lộ ra hình xăm dữ tợn sau lưng. Lục Cô Chiêm nhìn thấy hoa văn, lập tức gật đầu nói, những gì Phương lão sư nói trong thư quả nhiên là sự thật. Bá Tiên Công thực sự còn hậu nhân trên đời. Thạch Cương gật đầu nói, năm đó lão trại chủ có hai người con trai, đây chính là nhị thiếu gia. Ngày xưa trong sơn trại có lời đồn nói thiếu gia còn sống, nghe được chuyện này, ta cũng nửa tin nửa ngờ, cho đến khi gặp hắn ở Tân Cương năm trước, sau khi hai bên động thủ, không cẩn thận chém rách quần áo của hắn, thấy hình xăm trên lưng mới nhận ra thân phận của đứa trẻ này. Tần Trọng Hải hồi tưởng chuyện cũ, thầm nghĩ, cái gì mà không cẩn thận. Lão tử suýt bị lão huynh chém thành hai nửa. Hắn hiện giờ là nhân vật trọng yếu của sơn trại, cần phải lãnh đạo quần hùng, lời vui đùa tất nhiên là không tiện nói ra. Nhưng nghĩ đến mối nguy hiểm khủng khiếp ngày hôm đó, trong lòng thật sự khó chịu, liền khạc ra một ngụm đờm nhổ xuống đất. Tần Bá Tiên là nho tướng thiên hạ, mọi người ở Song Long trại đều nghe nói, mắt thấy ác hình ác trạng của Tần Trọng Hải, không khỏi kinh ngạc. Lục Cô Chiêm âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm than, vị tần tướng quân này không những không giống cha mình, mà tính tình cũng rất khác. Chỉ có Lý Thiết Sam từng nhìn thấy sự thô lỗ của Tần Trọng Hải, nhất thời bật cười, cảm thấy rất vui vẻ. Những người ngồi ở bàn Tần Trọng Hải đều là đầu lĩnh của sơn trại, mọi người đều tiến lên kính rượu, Lục Cô Chiêm có nhiều thủ hạ mạnh nhất nên tiến cử giới thiệu với mọi người. Chỉ thấy Giải Thao hai tay cầm rượu đi về phía Tần Trọng Hải, cúi đầu nói, năm xưa ta ở bên cạnh Thái Hồ từng nghe nói Liễu môn nhị tướng Văn Dương võ tần, ái mộ Tần tướng quân đã lâu, chén này không thể không uống. Nói nâng chén uống một hơi cạn sạch, thần thái rất kính cẩn. Mọi người đều nghĩ, xem người này văn nhã chu đáo, lễ phép lịch sự, Lục Cô Chiêm có tài trị quân tốt, chẳng trách có thể xưng hùng Đông Nam. Trong lúc tán thưởng, một người râu sồm đã bước tới, cười nói, Giải lão huynh đệ lại nịnh nọt. Lão đại của chúng ta ngày nào cũng mắng cầu quan triều đình, nói tất cả đều là giá áo túi cơm. Nói rồi cười ha ha lên. Tần Trọng Hải xuất thân triều đình, người này ăn nói như vậy, khó tránh khỏi xúc phạm người khác. Mọi người không khỏi cau mày, nghĩ thầm, Lục Cô Chiêm dạy dỗ thuộc hạ thế nào vậy? Người này giáo giác lấm la lấm lét, lời nói quả thực không thích hợp, quân kỳ như vậy, thật không biết bọn họ làm sao có thể hùng bá Giang Nam. Thật sự là kỳ quái. Rồi ném lời khen ngợi lúc trước sang một bên, để lại thần sắc thiếu kiên nhẫn. Tần Trọng Hải lại không để bụng, chỉ cười hỏi người có dâu, xưng hô với lão huynh thế nào. Người có dâu còn chưa trả lời, Lục Cô Chiêm đã tiếp lời nói. Đứa nhỏ này họ Thường, là con trai của Phong Đao Thường Phi năm đó. Sau khi sơn trại bị phá, hắn được ta nuôi dưỡng. Mọi người đều vui mừng tán thưởng, thì ra là con trai của cố nhân. Quyển 12 chương 4 Ngư Dương chống nhỏ động mà tới, hồi năm. Lục Cô Chiêm tiếp tục nói, năm đó phụ thân nó mất, ta liền đưa đứa trẻ này đến Giang Nam, sau đó đổi tên nó thành Tuyết Hận, là ý muốn nó thay phụ thân trả thù rửa hận. Hắn vỗ vai Thường Tuyết Hận, nói, nào, mau kính mọi người một chén. Thường Tuyết Hận cầm chén rượu, chưa nói chuyện, trên mặt Lý Thiết Sam đã đầy kích động, nghĩ đến giao tình của mình và Thường Phi, liền kéo Thường Tuyết Hận tới, gật đầu nói, hảo hài tử, năm xưa ta và phụ thân con giao tình sâu đậm, sau này có việc gì cứ đến tìm Lý bá bá. Thường Tuyết Hận nhíu mày nói, cái rắm gì vậy? Ông nội phải nhờ vả gì lão tặc nhân này? Uống chén này trước rồi nói sau. Lý Thiết Sam nghe được hắn nói lời thô lỗ cũng cả kinh ngây người. Lục Cô Chiêm cảm thấy hổ thẹn, chỉ cúi đầu không nói gì. Ngôn Nhị Nương nhíu mày, thầm nghĩ, thật là nước sông ngày một rút xuống. Lưu Mạnh bậc này tới, sơn trại chúng ta thật sự trở thành hang ổ thổ phỉ. Tần Trọng Hải lại rất vui mừng, hắn nghe Thường Tuyết Hận buông ra ô ngôn uế ngữ, lại cảm thấy như đang gặp người thân, lập tức giữ chặt Thường Tuyết Hận cười nói, hóa ra Thường đại ca cũng có mối liên hệ cũ với sơn trại, không biết là sinh năm nào. Thường Tuyết Hận cười nói, lão tử năm nay 27 tuổi. Tần Trọng Hải cũng ngạc nhiên, nhìn mặt Thường Tuyết Hận đầy râu, giống như 40, 50 tuổi, ai ngờ còn chưa đến 30. Thường Tuyết Hận nhìn thấy hắn có vẻ kinh ngạc, lập tức cười khẩy nói, bà nội nó, ngươi làm gì mà giật mình ngạc nhiên vậy? Thấy ta anh tuấn, muốn sắp xếp cho một cô nương quen biết sao? Tần Trọng Hải nghe hắn miệng đầy bà mẹ mẹ, lại tự xưng lão tử, trước mặt hắn nói ra giọng này, là tìm đường chết. Lập tức cười nói, tiểu tử ngươi trời sinh có bộ dáng thổ phỉ, còn muốn quen cô nương nào, ông nội cho rằng ngươi quen một kỹ nữ là hợp lý. Sau này chúng ta cải trang hồi kinh, ông nội sẽ dẫn tiểu tử ngươi đến Nghi Hoa Lâu, đảm bảo ngươi vui đến quên cả trời đất, không muốn làm thổ phỉ nữa. Hắn nghe Thường Tuyết Hận thích tự xưng là lão tử, liền sửa đổi tự xưng mình là ông nội, tỏ vẻ hắn vẫn là nhân gia lão tử, tuyệt không có thiệt thòi gì. Thường Tuyết Hận cười nói, được rồi, tổ tông tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngày mai ngươi đồng hành cùng tổ tông, đến kinh thành tiêu giao đi. Hắn tự xưng là tổ tông, càng không có ý định nhượng bộ. Mọi người không khỏi cau mày khi nhìn thấy những lời lẽ thô tục và nhàm chán của họ, Ngôn Nhị Nương càng than thở không thôi. Lục Cô Chiêm thở dài một tiếng, bá tiên công là trạng nguyên đương triều, văn võ toàn tài, không thể tưởng được con trai lại là gã vô lại lưu manh, thật giống với Tuyết Hận của ta. Hai, nó chắc phải biết chữ chứ. Lục Cô Chiêm là người yêu văn học, nên năm đó mới truyền thụ được cho Lư Vân bộ vô song liên quyền. Giờ phút này thấy bộ dáng thổ phỉ của Tần Trọng Hải, nhớ lại tài văn chương của bá tiên, trong lòng tất nhiên là cảm khái vạn ngàn. Thường Tuyết Hận đang ầm ĩ, chợt thấy một đại hán đi ra, nhìn bộ dáng như hổ báo, trên mặt đầy uy nghiêm chính khí, hẳn là có võ công cao. Hắn cầm chén rượu trên tay, cúi đầu nói, chư vị anh hùng, tại hạ Tương Nam Hách Chấn Tương, có duyên cùng chư vị anh hùng gặp nhau, thật là may mắn. Lý Thiết Sam thấy hắn có bờ vai rộng, cánh tay rộng, bộ dạng bất phàm, vội nói, vị huynh đệ này lai lịch ra sao? Lục Cô Chiêm nói, vị này là Hách tiên sinh, Thương Bổng tổng giáo đầu của Cẩm Y Vệ năm xưa, hắn có võ thuật cao siêu, hơn nữa còn rất giỏi xả hạc song hành quyền, hiện tại hắn là quân sư Song Long Trại. Chỉ vì gian tặc keo kiệt lòng dạ hẹp hòi, mới bức hắn nhập trại tạo phản. Năm đó chiến đấu kịch liệt tại Thần Quỷ Đình, An Đạo Kinh bị Hồ Mị Nhi châm ngòi, xuống tay ám toán chính đại tướng của mình. Hách Chấn Tương trong lúc lâm nguy lại chịu nhiều sỉ nhục, nếu không phải vừa lúc Lục Cô Chiêm đến Thần Quỷ Đình, chỉ sợ hắn đã trở thành vị khách bất bình trên đường đến Hoàng Tuyền. Tần Trọng Hải nghe được câu chuyện thì biết Hách Chấn Tương trước đây cũng là mệnh quan triều đình, hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng kéo tay Hách Chấn Tương hỏi, Hách giáo đầu, người trước đây là Cẩm Y Vệ, chính là tổng giáo hình bộ. Hách Chấn Tương khá là kinh ngạc, không khỏi a một tiếng, gật đầu nói, chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, mất công tướng quân còn nhớ rõ. Tần Trọng Hải cười nói, ta từng nghe ngũ chế sứ nói qua đại danh của các hạ, vẫn luôn muốn tới cửa bái kiến, ai ngờ năm xưa vô duyên, lại ở chỗ này gặp mặt. Hách Chấn Tương hơi cười khổ thầm nghĩ, người ta hai người cùng là mệnh quan triều đình, ở kinh thành không được gặp nhau, lại chạm trán ở xào huyệt thổ phỉ, quả là số phận nghiệt ngã. Hắn lắc đầu, lại nói, ta trước đây ở kinh thành, cũng biết đại danh văn dương võ tần, nổi tiếng không bằng gặp mặt, hôm nay nhìn thấy tướng quân, Hách mỗ khuây khỏa cuộc đời. Nói giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hách Chấn Tương lên núi tạo phản, nhiều ít là bị An Đạo Kinh bức bách, năm đó hắn thân bị trọng thương, không còn đường đi nên đành phải ở lại Song Long trại dưỡng thương. Lục Cô Chiêm biết hắn quan tâm đến gia đình nên đã đưa người nhà hắn đến trại, Hách Chấn Tương cảm kích rất nhiều, cũng không muốn nhắc đến việc rời đi nữa, từ bỏ ý định hồi kinh, thành thổ phỉ trung thành nhất trại. Thường Tuyết Hận thấy hai người có thiện cảm với nhau, liền bước ra ngoài, cười nói, hai vị cầu quan triều đình mệnh khổ giống nhau, Hách giáo đầu ở Thiểm Tây bị đâm một đao, mạng lớn không chết, Tần tướng quân bị chặt đứt chân trái và xăm lên mặt, đây cũng là một thảm kịch. Hai người bi thảm giống nhau, phải kết bái mới đúng. Hách Chấn Tương lắc đầu cười khổ, cảm thấy xấu hổ. Tần Trọng Hải nghe hắn bị đâm, vội vàng hỏi, ai đáng chết như vậy, dám khiến Hách giáo đầu bị thương. Giải Thao thấy Hách Chấn Tương cúi đầu không nói gì, nghĩ hắn không muốn nói chuyện quá khứ, liền thay hắn trả lời, hông dối gạt tướng quân, Hách giáo đầu bị An Đạo Kinh làm bị thương. Hắn kể lại sự việc. Tần Trọng Hải nghe nói An Đạo Kinh tác quái, tức giận hét lên, lại là An Đạo Kinh, tên này không chuyện ác nào không làm, đặc biệt là vô liêm sỉ, lần sau gặp hắn, nhất định sẽ chặt hắn thành từng mảnh. Hách Chấn Tương lắc đầu cười khổ, nói, đa tạ quan tâm của Tần tướng quân, nếu có cơ hội tốt báo thù, ta nhất định sẽ tự tay làm. Tần Trọng Hải cười nói, chính xác. Đại trượng phu khoái ý ân cừu. Đao này phải cắm vào thật mạnh rồi rút ra nhẹ nhàng mới đạt được tâm nguyện. Hách Chấn Tương rốt cuộc xuất thân triều đình, rất khác với đám người Thường Tuyết Hận, mỗi khi nghĩ về quá khứ của mình, không khỏi cảm thấy buồn bã, lúc này gặp người cùng trong triều Tần Trọng Hải, liền sinh ra cảm giác thân thiết. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, đều nói về nhân vật ở kinh thành, Ngôn Nhị Nương ở một bên nghe, nhớ lại cảnh Tần Trọng Hải gặp lại Lưu Vân ngày đó, trong lòng nghĩ, Tần tướng quân nói nhiều về quan trường, chắc hẳn vẫn còn nghĩ về bạn bè trong triều. Tần Trung Hải là người trọng tình như vậy, nếu sau này phải chiến đấu với đồng đội cũ trên chiến trường, nói không chừng sẽ không hạ thủ được. Ngôn Nhị Nương trong lòng phiền não, không khỏi có chút lo lắng. Ngôn Nhị Nương đang lo lắng, lại nghe Tần Trọng Hải vững vàng giọng nói, Hách giáo đầu, đừng nghĩ về quá khứ. Triều đình công danh, đảo mắt liền thành mây khói thoảng qua. Tần Trọng Hải ta trước đây đã lập nên thành tựu to lớn cho triều đình, làm tới tứ phẩm đới đao, một khi đấu suy sụp rơi đài, chẳng phải cũng bị chém đứt chân sao. Người ta đại nạn không chết, có duyên tại đây gặp nhau, hơn là gặp gỡ dưới 18 tầng địa ngục, nói đến phải cười to một hồi. Ngươi nói đúng không? Hách Chấn Tương khẽ mỉm cười nói, Tần tướng quân dạy đúng, coi như hôm qua đã chết, chén này tính là cáo biệt chuyện cũ đi. Nói giơ lên chén rượu cùng Tần Trọng Hải uống cạn. Ngôn Nhị Nương nghe bọn họ nói chuyện như vậy, lúc này mới yên tâm. Mắt thấy Song Long trại cao thủ nhiều như mây, cửu mệnh phong tử Thường Tuyết Hận dũng cảm dũng mãnh hỏa nhãn toa nghe Giải Thao tiễn pháp như thần, Hách Chấn Tương càng là nhất đẳng hảo hán. Mọi người đều khen ngợi không chút do dự, ngay cả Thạch Cương và Lý Thiết Sam cũng uống cùng mấy chén. Không lâu sau, các tướng phiên Tây Vực cũng tới nâng chén chúc mừng, 5 vị tướng xếp thành một hàng, thấy là 3 nữ 2 nam, mỗi người anh phong sảng táp, minh tuấn rộng rãi. Mọi người đều dựa vào sự giải thích của Thạch Cương, mới biết này 5 người chính là huynh muội, từ nhỏ đã theo Thạch Cương nam chinh bắc thảo, thậm chí còn bái ông làm nghĩa phụ. Lần này Thạch Cương vội vàng để lại thư cho Khả Hãn dẫn quân về Trung Nguyên, 5 huynh đệ này với ông tình như phụ tử nên liền đi theo. Mọi người hỏi qua tên họ, mới biết bọn họ là Đằng Đằng, đại ca là Cổ Lực Hãn, nhị ca là A Mạc Hãn, còn ba muội muội là Minh Nhi Hãn, A Thanh Hãn và Ninh Ninh Hãn. Dù sao thì là hãn tới hãn đi, nhất thời cũng nhớ không được nhiều như vậy, mọi người chỉ có thể ê a mà kêu. Chỉ là ba nữ tử biên cương dung sắc kiều diễm, dáng người đẫy đà, cao hơn so với các cô gái Trung Nguyên, khi đứng ở đại điện, cả căn phòng dường như tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Hạng người trẻ tuổi như Giải Thao, Thường Tuyết Hận đều thần trí ngơ ngác, ngưỡng mộ rất nhiều, lôi kéo kêu loạn ở chỗ Thạch Cương bá bá thúc thúc. Nhìn thấy vẻ mặt của họ như vậy, định là mượn sức trưởng bối, cũng tiện thám thính xem có cơ hội nào không. Trong bữa tiệc nói về thân thế của Tần Trọng Hải, Sát Kim hỏi, Trọng Hải, khi hai ta đánh nhau ở Tây Cương, dường như ngươi còn không biết về thân thế của chính mình, ngươi phát hiện điều đó khi nào? Là Kiếm Vương đã tiết lộ sao? Tần Trọng Hải lắc đầu nói, không phải, sư phụ mong ta tự do tự tại, cũng không muốn ta gánh chịu gánh nặng phụ thân để lại, chưa bao giờ nói về thân thế của ta. Hắn uống chén rượu nhớ tới Lưu Kính, không khỏi thở dài nhẹ nói, thật ra nếu không có Lưu tổng quản của Đông Sường chỉ điểm, e rằng cho đến hôm nay ta cũng không biết được thân thế của mình. Mọi người đều ngạc nhiên, Lưu Kính và Giang Sung đều thống trị triều đình, hợp xưng song gian thần, ai ngờ có thể chỉ điểm ra thân thế của Tần Trọng Hải. Lục Cô Chiêm tò mò hỏi, thân thế của ngươi rất bí mật, trong trại cũng rất ít người biết, Lưu Kính cũng quả nhiên thần thông quảng đại, sao lại phát hiện ra? Tần Trọng Hải lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, năm đó ta được điều vào cung cũng là việc làm của Lưu tổng quản. Ông ta biết ta xuất thân phản nghịch, liền mời ta góp sức tham gia chính biến, chuẩn bị 200 hảo thủ võ công và 1000 cấm vệ quân để khởi binh. Ông ta tính toán rất kỹ càng, thậm chí còn đào một lối đi bí mật từ ngoài thành để vào cung điện. Hắc, ai ngờ Giang Sung vẫn là cờ cao một nước, nên mới sắp thành lại bại. Hắn thở dài, mỉm cười tự giễu mình, lắc đầu nói, ít nhiều nhờ sự hảo tâm của Lưu tổng quản này, nếu không Tần mỗ thân là mệnh quan triều đình, sao có thể rơi vào kết cục đứt chân, bị xăm lên mặt. Lục Cô Chiêm cao mày nói, Lưu Kính mưu đồ bí mật chính biến, lớn đến mức chúng ta ở Giang Nam cũng từng nghe qua. Chỉ là hắn đã làm quan lớn đến như vậy, vì sao lại phản nghịch hoàng đế? Tần Trọng Hải trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết về chuyện này. Lý Thiết Sam thở dài một tiếng, nói, đừng nói Lưu Kính, ngay cả trí tuệ và tầm nhìn của Trác Lăng Chiêu cũng không phải đã bị hại trong tay Giang Sung sao. Khi đó ở Thần Cơ Động ta đã thấy rõ đại gian thần này, người này khí độ ung dung, cáo già xảo quyệt, quả nhiên âm hiểm lợi hại. Ai? Giang Sung kiêu ngạo như vậy, thiên hạ còn có ai có thể khống chế hắn được? Tần Trọng Hải giơ bầu rượu lên, mặt lộ vẻ phiền muộn, tự uống một mình nói, nhắc tới kẻ cắp này, ta liền cảm thấy phiền lòng. Năm xưa ở triều đình, Liễu hầu gia đối xử với ta rất ân cần, ai? Ta lần này lên núi tạo phản, hy vọng đừng để Giang Sung gây rắc rối, đến lúc đó chắc chắn liên lụy hầu gia. Mọi người nghe hắn còn lưu luyến tình cũ với Liễu Ngang Thiên, đều cảm thấy cả kinh. Ngôn Nhị Nương trước đó nghe hắn nói chuyện với Hách Chấn Tương vốn đã yên lòng, nhưng bây giờ nghe những lời này không khỏi trên mặt biến sắc. Hạng Thiên Thọ cắt ngang hắn nói, đừng nói chuyện này nữa, mọi người đã đánh giết cả ngày, uống thêm vài chén rượu đi. Lục Cô Chiêm cũng là người khôn khéo, vội khụ một tiếng, nói, không sai, mọi người khó khăn mới gặp lại, hôm nay không say không thôi. Mọi người nâng rượu vung quyền kính nhau, từng người hét to, uống đến vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện triều đình nữa. Tiệc rượu kết thúc, huynh đệ trên núi trở về trại ngủ, Ngôn Nhị Nương đã nhiều ngày đều ở trong phòng dưỡng thương, không khỏi có chút chán nản, liền cùng Tần Trọng Hải đi tản bộ trong núi. Gió đêm từ từ thổi, hai người ngồi trên tảng đá đối diện nhau nhưng thấy bóng đêm như nước, lửa nhỏ trên núi thoáng ẩn hiện, không khí hơn xa sự thê lương trước đây. Tần Trọng Hải nắm tay Ngôn Nhị Nương, chỉ vào một cái cây lớn ở phía xa, cười nói, Nhị Nương, năm đó nàng đang treo trên cây đó, nếu ta đến cứu muộn một chút, chúng ta về sau đã không thể gặp được nhau. Ngôn Nhị Nương cười nói, ta cũng đã cứu huynh, coi như đã trả nợ, đừng khoe khoang nữa. Tần Trọng Hải nhớ lại chuyện xảy ra ở khách điếm Hoài Khánh, lập tức nói cười nói, việc này không được, lúc đó xương ức của nàng bị gãy, là ta giúp nàng nối xương, việc này nàng chưa làm cho ta, sao có thể nói là ngang bằng. Ngôn Nhị Nương nghe xong lời này mặt đỏ bừng bừng, nghĩ đến Tần Trọng Hải từng chạm vào người mình, không khỏi toàn thân phát sốt, đánh Tần Trọng Hải một cái, mắng, huynh đúng là tốt xấu cũng không biết, không sợ xấu, nhắc tới cả những chuyện này. Tần Trọng Hải mỉm cười, nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói, bây giờ trại đã ổn định rồi, Nhị Nương, đợi vết thương của nàng bình phục, chúng ta sẽ thành thân càng sớm càng tốt, nàng nghĩ thế nào? Ngôn Nhị Nương a lên một tiếng, trong lòng rõ ràng vui mừng phát điên, mấy ngày nay sơn trại đã ổn định lại, đây chính là điều nàng ngày đêm mong đợi, chỉ là Tần Trọng Hải chậm chạp không đề cập tới, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều, liền nhẹ giọng nói, huynh. Huynh nói thật sao? Tần Trọng Hải cười nói, nương tử a hát, sơn trại này không phải thanh lâu tiệm dược, chẳng lẽ ta còn không qua được chính mình sao? Ngôn Nhị Nương ghét nhất là ngôn ngữ khinh bạc của hắn, phi một tiếng, lập tức liền muốn đứng lên, Tần Trọng Hải vòng tay qua eo nàng, không cho nàng rời đi, mở miệng hôn lên môi nàng. Ngôn Nhị Nương tiếp nhận, nhưng lại liếc mắt nhìn xung quanh, sợ bọn thố nhi xuất hiện, lại sẽ thấy khó coi. Bốn môi đang uyển chuyển, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng ho buồn, Nhị Nương giật mình, vội vàng lùi lại, làm bộ đang ngắm cảnh. Tần Trọng Hải trợn mắt, thầm nghĩ, con mẹ nó, là tên khốn nào quấy rầy lão tử. Quay đầu lại, thấy trước mặt là một đại hán, đang cười như không cười mà nhìn chính mình. Tần Trọng Hải cười gượng hai tiếng, chắp tay nói, thì ra là Thạch đại thúc, có chuyện gì sao? Thạch Cương mỉm cười nhìn hai người, nhưng không nói gì, trước đây tiểu lữ bố cũng là một trong ngũ hổ, hắn đương nhiên quen biết phu quân của Ngôn Nhị Nương. Ngôn Nhị Nương nhìn thấy vậy, trong lòng có chút xấu hổ, vội vàng nói, trên núi hơi lạnh, ta về phòng trước, hai người từ từ nói chuyện. Nói xong, nàng khẽ gật đầu với Thạch Cương rồi vội vàng rời đi. Vốn dĩ bọn họ đang ôm lấy thân thể mềm mại, có cơ hội thân mật tuyệt vời, nhưng không ngờ lại bị cắt ngang. Tần Trọng Hải nhìn bóng hình xinh đẹp của Nhị Nương, chỉ biết than thở vô hạn. Thạch Cương đi tới, cười nói, thật là một nữ nhân tốt phải không? Tần Trọng Hải cười ha ha không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể gãi má, lại có chút xấu hổ. Thạch Cương nói, nam cưới nữ gả, không có gì đáng xấu hổ. Tiểu lữ bố và Nhị Nương hạnh phúc hơn một năm, sơn trại đã bại vong, nói đến Nhị Nương thật đáng thương. Ông vỗ vai Tần Trọng Hải nói, đoạn duyên phận này của các con, Thạch Cương ta chân thành chúc mừng. Ngày sau nếu có huynh đệ sau lưng lời ra tiếng vào, đừng trách song đao của ta xuống tay không dung tình. Tần Trọng Hải trời sinh tính khôn khéo, tự biết Thạch Cương và tiểu lữ bố có thâm giao, mắt thấy ông cũng ngọc thành việc này, đó là vạn sự không lo, lập tức vui vẻ nói, đa tạ đại thúc. Thạch Cương cười nhạt, đột nhiên nói, Trọng Hải, ta có thể gọi con như vậy được không? Hắn vốn là thiếu chủ, bây giờ đổi thành Trọng Hải, có cảm giác thân mật. Tần Trọng Hải đời này ghét nhất cái danh thiếu gia thiếu chủ, nghe ông xưng hô như vậy, nhất thời đại hỉ, cười nói, con mẹ nó, có gì không thể. Đừng gọi con là nương tử là được rồi. Sát Kim nghe hắn trêu ghẹo, nhịn không được cười ha ha, gật đầu nói, khó trách Phương Tử Kính với con vui vẻ như vậy, đứa trẻ này thật sự có chút khác biệt. Tần Trọng Hải nghe ông nhắc tới sư phụ, cười nói, Thạch đại thúc cũng rất thân quen với sư phụ sao? Thạch Cương hắc hắc cười lạnh, nói, Phương Tử Kính tính tình quái gở, từ trước đến nay làm theo ý mình, Thạch mỗ cũng là một người kiêu ngạo, trước nay thấy hắn không vừa mắt. Mọi người tính tình đều không được tốt lắm, con nói xem ta và sư phụ con có thể quen thân sao? Tần Trọng Hải hơi cười khổ thầm nghĩ, mấy võ lâm cao thủ này thật không thể hiểu được, mỗi ngày đều tỏ vẻ kiêu ngạo. Không biết là kiêu ngạo cái gì. Thấy hắn đang trầm tư, Thạch Cương lại nói, Trọng Hải, ta có chuyện muốn thương lượng với con, mới vừa rồi nhiều người nhiều miệng, ta không tiện đề cập. Tần Trọng Hải trong lòng ớn lạnh, không biết ông muốn nói cái gì, vội vàng nói, đại thúc có chuyện gì cứ nói. Thạch Cương thở dài, thấp giọng nói, con nghe qua chuyện da dê chưa? Tần Trọng Hải kêu lên nói, da dê kia là vật chứng Giang Sung bán nước, đã bị Liễu hầu gia tiêu hủy từ lâu. Đại thúc tại sao lại giữ những chuyện cũ này trong lòng? Thạch Cương lắc đầu nói, chuyện này cực kỳ quan trọng, chúng ta đừng sơ suất. Trọng Hải, cha con là nhân vật thế nào, nhưng lại rất coi trọng thứ này. Nếu tấm da dê là vật chứng Giang Sung bán nước, hắn sẽ không để tâm nhiều như vậy. Ông dừng lại, rồi nói, theo như ta biết, tấm da dê còn có công dụng tuyệt vời khác, sự tình trọng đại, chúng ta phải tìm hiểu đến tận cùng. Năm đó Ngũ Định Viễn suýt bỏ mạng, tất cả là do tấm da dê, sau đó Dương Túc Quan và Ngũ Định Viễn trằn trọc điều tra nghe ngóng ở bên ngoài, làm cho gà bay chó sủa, huyết nhục bay tứ tung, tới khi mọi người quay lại kinh thành, Liễu Ngang Thiên lại tiêu hủy tấm da dê, nào biết Thạch Cương lại để ý đến nó nhiều như vậy. Tần Trọng Hải nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi lắc đầu nói, đại thúc, da dê có là cái gì cũng không quan trọng, chúng ta lên núi phản loạn, triều đình không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Da dê là gì cũng được, tại sao chúng ta lại phải lo những chuyện vặt vãnh này? Thạch Cương tỏ vẻ nghiêm nghị, lắc đầu, không đúng, cha con và Lưu Tổng Quản đều là những đại thần trung thành của triều đình. Theo ta phỏng đoán, bọn họ sở dĩ phản loạn triều đình, nhất định có quan hệ mật thiết với tấm da dê. Chúng ta lần này tạo phản, nhất định phải tra rõ tình hình cụ thể. Tần Trọng Hải chặt lưỡi nói, đại thúc sao lại nói như vậy? Lưu Tổng Quản vì sao tạo phản thì ta không biết, nhưng cha tạo phản vì báo thù cho mẫu thân và ca ca, sao có thể liên quan gì đến da dê? Thứ ta nói chuyện không khách khí, da dê kia mặc dù quan trọng gấp trăm lần, cũng chẳng là gì so với mạng sống của mẫu thân và ca ca ta. Mẫu thân và huynh trưởng của Tần Trọng Hải đã chết dưới tay triều đình, nếu phụ thân nhẫn tâm không thay họ báo thù, nhưng lại làm vì một tấm da dê vô danh, chẳng phải mẫu thân và huynh trưởng chết không đáng một đồng sao? Tần Trọng Hải tức giận, nói chuyện tự nhiên mang theo không vui. Thạch Cương thở dài, con đừng tức giận. Ta từ xuất đạo tới nay, đã làm cho bá tiên công. Người nhà chủ mẫu, đại tẩu, Thạch Cương làm sao đã quên? Ông nhìn Tần Trọng Hải với ánh mắt rất chân thành. Tần Trọng Hải bị ông ấy nhìn, tự cũng nhớ lại chuyện cũ. Khi quyết chiến với Thạch Cương ở Tây Vực, vốn muốn ám toán hắn, nhưng khi nhìn thấy Thạch Cương quỳ dưới gốc cây cổ thụ bái lạy, cảm xúc của hắn chân thật đến mức không thể hạ thủ được. Bây giờ nhìn lại, Thạch Cương lúc đó đang nghĩ đến cha mình, người này trọng tình như vậy, sao có thể xúc phạm người nhà mình? Tần Trọng Hải ánh mắt dịu dàng, gật đầu nói, đại thúc là người có cá tính, ta có thể tin tưởng. Thạch Cương khẽ thở dài nói, thật ra cháu nói đúng, lúc đầu là cha của con tạo phản, ta cũng nghĩ ông ấy muốn báo thù cho người nhà, nhưng mấy năm sau ta thấy cha con có tâm sự khác, luôn chừa chỗ cho triều đình hòa giải. Ta nghĩ tới nghĩ lui, sợ cha con có chuyện gạt các huynh đệ. Tần Trọng Hải kinh ngạc nói, cha ta có chuyện gì đó gạt mọi người? Lời này sao có thể nói ra? Thạch Cương trầm tư hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói thế nào, một lúc sau mới nói, lúc đó triều đình yêu cầu cha con đến Chiêu An hòa đàm. Ngay khi cha con đồng ý, ta biết trong đó có vấn đề gì đó, bằng không hắn cùng triều đình tựa hồ thù sâu như biển, sao ngươi lại đồng ý chuyện này? Chẳng phải bạc đãi chính người nhà mình sao? Bởi vì chuyện này, Phương Tử Kính đã trở mặt với cha con, hai người rất không vui, quân sư Hữu Phượng Đường cũng vô cùng bất mãn, khi Kiếm Vương rời núi, cha con cũng không có cố gắng giữ lại. Khụ, các huynh đệ tuy rằng không nói lời nào, trong lòng lại. Ông lại ho một tiếng nói tiếp, đêm trước khi khởi hành, ta đến tìm cha con dò hỏi ông ấy ngọn nguồn sự việc, nhưng ông ấy không nói gì cả, chỉ từ từ phân phó cho to, nói rằng trong chuyến đi nếu có chuyện gì xảy ra, cần phải tìm tấm da dê về, sau đó tìm quân sư Tiềm Long hội hợp, nghênh đón một người từ Thiên Sơn ra, cũng là hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Nghe đến ba chữ, Thần Quỷ Đình, Tần Trọng Hải thầm sợ hãi, biết triều đình năm đó âm mưu ám toán, Nộ Thương Sơn thất bại thảm hại, tại nơi đáng ngại này. Hắn nhíu mày hỏi, đại thúc, rốt cuộc vì sao cha ta lại đồng ý Chiêu An? Triều đình rốt cuộc nhận lời chuyện gì? Thạch Cương chưa kịp trả lời đã nghe sau lưng truyền đến một tiếng thở dài, nói, Tần tướng quân, điều ngươi hỏi bây giờ chính là điều mà Lục Mỗ đã nghi vấn bấy lâu nay. Năm đó chúng ta thất bại thảm hại, nguyên nhân là gì? Tần Trọng Hải và Thạch Cương quay lại, người tới thân hình cao lớn, đúng là Lục Cô Chiêm. thấy ông từ đường núi đi lên, đứng sóng vai cùng Sát Kim, hai người họ thực sự trong tranh trung môn thần hạ phàm. Tần Trọng Hải tuy thân thể cường tráng nhưng lại thấp hơn bọn họ nửa cái đầu. Lục Cô Chiêm thở dài, gật đầu với Tần Trọng Hải, sau đó hỏi Thạch Cương, năm đó Bá Tiên Công chết ở Thần Quỷ Đình, đã đưa ra 4 câu nói, mậu thìn tuế trung, long hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại. Thạch huynh có biết đó có nghĩa là gì không? Năm đó thảm họa Thần Quỷ Đình, huynh đệ bị giết, Lục Cô Chiêm bị bỏ lại một mình, lúc này mới nhớ đến 4 câu châm ngôn. Ông mượn lưỡi đao của Thạch Cương, viết 16 chữ trên mặt đất, cau mày suy nghĩ. Thạch Cương trầm tư hồi lâu nói, 4 câu này ta cũng đã thấy, lúc Bá Tiên Công nhập quan cũng nói cho ta biết điều này, chỉ là sau lại binh hoang mã loạn, ta không nghe ông ấy nhắc tới nữa. Hai hổ tướng cúi đầu nhìn 4 câu, từng người trầm ngâm không nói. Thạch Cương nhíu mày nói, năm đó đại đô đốc muốn ta cầm da dê đi gặp quân sư Tiềm Long. Tiềm Long sinh ra là người thông minh nhất, có lẽ chỉ có hắn biết chuyện này. Lục Cô Chiêm gật đầu thở dài, nói, có lẽ vậy. Đại thống đốc luôn tin tưởng Chu Dương nhất, cho nên bí mật chắc chắn phải được truyền lại cho hắn. Tần Trọng Hải một bên nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy có gì đó. Trước mặt hai người này đều là mã quân ngũ hổ tướng. Sau khi sơn trại diệt vong, một người đi tìm da dê, một người nhớ tới lời để lại, trước sau không quên gửi gắm. Đáng tiếc bọn họ trung thành lại tận tâm như vậy, lại ngay cả sơn trại vì sao sụp đổ cũng không biết. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm trong mắt họ, tuy không hề oán giận phụ thân, lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đột nhiên, trong đầu Tần Trọng Hải lóe lên tia chớp, nghĩ tới Liễu Ngang Thiên. Tần Trọng Hải đột nhiên thở dài, nghĩ thầm, những đại nhân vật này đều giống nhau, lúc làm việc cho hầu gia, ta cũng như vậy, giấu giếm hết thảy, không bao giờ để thủ hạ biết chi tiết. Hắn không đành lòng khi thấy hai hổ tướng hao tổn tinh thần như vậy, lập tức nhảy qua, hét lên, mẹ nó nói nhảm. 4 câu này có gì ghê gớm, lão tử cũng biết bí mật trong đó, mọi người nặng nề quá rồi. Sau đó, hắn duỗi chân ra từ góc trên bên trái đi tới đến xuống phía dưới bên phải, sau đó từ phía trên bên phải chuyển sang phía dưới bên trái, hét lên, nghe đây. Ngô Hoàng vẫn còn ở trong động thần cơ, đây là điển cố của 4 câu chó má này. Lục Cô Chiêm nghe vậy, toàn thân run rẩy, ông thực sự lùi lại vài bước và lẩm bẩm, thì ra là như thế này. Thạch Cương cũng tái mét, thấp giọng nói, Ngô Hoàng vẫn còn ở trong động thần cơ. Trời, đại đô đốc, ông ấy. Một tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Tần Trọng Hải ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người, vội vàng hỏi, cha ta làm sao vậy? Xin hãy nói rõ ràng. Lục Cô Chiêm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thở dài, Tần tướng quân, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao cha con lại chấp nhận chiêu an. Hắc hắc, cũng vậy, người đã chết, chúng ta coi như không biết đi. Ông vỗ vai Tần Trọng Hải, quay người tự mình rời đi. Thấy Lục Cô Chiêm buồn bã rời đi, Tần Trọng Hải tất nhiên là kinh ngạc nan giải, lập tức chuyển hỏi Thạch Cương, ngơ ngác nói, đại thúc, đến tột cùng sao lại thế này? Lục gia không vui sao? Thạch Cương lau nước mắt, thở dài, Trọng Hải, nói cho đại thúc biết, tại sao con lại tạo phản? Tần Trọng Hải thở dài, Lý Thiết Sam cũng đã hỏi hắn chuyện này, nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ tới, trả lời cho qua. Lúc này Thạch Cương hỏi, hắn có chút mờ mịt, trầm ngâm hồi lâu mới nói, cha mẹ huynh trưởng chết dưới tay triều đình, ta thân là con cái, tự nên báo thù. Thạch Cương lắc đầu thở dài nói, Trọng Hải, lão trại chủ đã chết, cho dù có giết hết gian thần trong triều cũng không thay đổi được gì. Ông thở dài hồi lâu rồi nói, ta hỏi lại con, nếu như Giang Sung đứng ở đây, ta bảo con chém chết để báo thù, trở về chúng ta sẽ làm gì? Lại giải tác các huynh đệ về nhà? Hay để Liễu Ngang Thiên ra mặt chiêu an, con liền mang chúng ta ngoan ngoãn hồi kinh làm quan? Tần Trọng Hải ngây người sau một lúc lâu, nếu chính mình có thể một đao giết chết Giang Sung, buông bỏ lo lắng, quả thực sẽ vô cùng thỏa mãn, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sau khi giết Giang Sung, hắn còn giết ai nữa? Chẳng lẽ giết chết hoàng đế sao? Hay chỉ là giải tán sơn trại, Mọi người trở về quê hương làm ruộng và sống một cuộc sống không tranh giành. Và chính mình có thể bắt đầu nối dõi tông đường, nuôi gà nuôi vịt. Tần Trọng Hải mờ mịt nhìn trời, lúc đó Phương Tử Kính cho hắn hai lựa chọn, vừa nghe nuôi gà nuôi vịt, liền muốn gào khóc lớn, lúc đó hắn nói rất hay, chẳng phải hắn tự nhủ với mình bốn chữ đó sao? Cao ngang bầu trời. Tần Trọng Hải nhiệt huyết sôi trào, thoáng chốc ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, quay lại nhìn Thạch Cương, cười lớn nói, đại thúc, ta muốn đánh. Thạch Cương rưng rưng nước mắt, chớp chớp, giọng run run nói, Trọng Hải, nói cho ta biết, sao con lại muốn đánh? Tần Trọng Hải điên cuồng gào thét, ngửa mặt lên trời kêu lên, ta cao nhất thiên địa. Ta lần này khởi binh xưng hùng, đoạn cốt tàn đuổi, há giả mù sa mưa làm người mà chiến. Tần Trọng Hải ta lĩnh quân xuất chinh, chỉ vì mình mà chiến. Chỉ cần trong thiên địa vẫn có đối thủ, binh mã của chúng ta sẽ không bao giờ giải tán. Thạch Cương nghe thấy tiếng gầm phấn khích này, không khỏi cảm thấy kích động khắp người, khóe miệng run rẩy, phản nghịch. Trời sinh phản nghịch. Trọng Hải a hát Trọng Hải, đừng quên lời hứa của con hôm nay. Một lúc lâu sau, Thạch Cương mới gạt nước mắt, cười nói, nghe lời của con, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Ông nắm chặt tay Tần Trọng Hải nói, để ta đưa con đi gặp một người, người này cũng giống như con, cũng là trời sinh phản cốt, nếu hắn nghe những gì con vừa nói, chắc chắn sẽ cười từ đáy lòng. Tần Trọng Hải nghe ông nói đến thần bí, nhưng cũng chỉ nghi ngờ, vội vàng hỏi, hắn là ai? Thạch Cương cười nói, con đã từng nghe đến Thanh Y Tú Sĩ chưa? Thanh Y Tú Sĩ tên tuổi vang dội, chính là một trong 8 đại trưởng môn võ lâm chính đạo. Tần Trọng Hải từng gặp người này ở Hoa Sơn, đương nhiên biết đến đại danh của ông, gật đầu nói, đương nhiên nghe qua. Người này là trưởng môn Cửu Hoa Sơn, khinh công thật là lợi hại. Thạch Cương cười lớn nói, Tần tướng quân, xưa kia Tư Mã Thủy Kính có nói, Phục Long Phượng Sổ, lưỡng nhân đắc nhất, khả an thiên hạ. Chúng ta phải mau một chút, đừng để 7 phái trưởng môn giành trước một bước, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc. Tần Trọng Hải thở dài, sờ sờ đầu, đầy mặt mờ mịt, chỉ nghe thấy Thạch Cương cười điên cuồng, đã cất bước rời đi. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.